Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 761, nằm trên giường để thảo luận cụ thể hơn lúc này, ở Tu Hà. Gần hai ngày sau, Khương Vi Nhan mới xuất viện. Hai ngày nay, sóng yên biển lặng, Tiêu Chính Văn hơi ngờ vực có phải Xích Diệm Vương định dừng tay lại rồi hay không. Bộ tình báo Bắc Lương và bộ tình báo của Điện Thần Long đều không tra ra được những tin tức khác về Xích Diệm Vương. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Chính Văn quyết định tạm thời án binh bất động, đợi Xích Diệm Vương chủ động ra tay. Trong biệt thự, Khương Vi Nhan đang thu dọn đồ đạc. Em thu dọn xong chưa? Lúc này Tiêu Chính Văn bước vào, nhẹ nhàng ôm lấy Khương Vi Nhan từ phía sau. Khương Vi Nhan tựa vào lòng Tiêu Chính Văn, khuôn mặt hạnh phúc nói, đã dọn xong, có thể đi được rồi. Ừ, Tiêu Chính Văn gật đầu. Mấy binh lính mặc đồ vệ sĩ chuyển hết đồ đạc lớn nhỏ trong biệt thự lên mấy chiếc xe đỗ ở trước cổng. Khương Vi Nhan đi ra ngoài biệt thự, xoay người lại nhìn căn biệt thự phía sau, ánh mắt hiện lên vẻ vương vấn không nỡ. Sắp phải rời khỏi Tu Hà rồi. Rời khỏi nơi cô sinh sống hai mươi mấy năm, hít sâu một hơi, Khương Vi Nhan ngẩng mặt lên cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời. Tiêu Chính Văn, tương lai của chúng ta nhất định sẽ rất tốt đẹp. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức làm hậu thuẫn kiên cường nhất của anh. Khương Vi Nhan nghiêm túc nói, cô mở mắt ra nhìn Tiêu Chính Văn đang ở bên cạnh. Tiêu Chính Văn xoa đầu Khương Vi Nhan, cười nói, được, chúng ta đi thôi. Sau đó, hai người lên xe, chiếc xe cũng nhanh chóng nổ máy rời khỏi biệt thự Thương Hải số 1. Cả nhà Khương Học Bác và Nana đã được Tiêu Chính Văn bảo người sắp xếp đưa đến Dược Đô, Giang Trung trước rồi. Sau khi đoàn xe của Tiêu Chính Văn lăn bánh, một người đàn ông đứng bên đường mới cấp tốc gọi cho một số điện thoại nói, Chủ tịch Khương, anh ta đã đi rồi, rời khỏi Tu Hà rồi. Lúc này, khuôn mặt Khương Văn Kỳ thả lỏng, hít sâu một hơi, ngã ngồi trên chiếc ghế trong công ty nhà họ Khương, hỏi, đi thật rồi à? Đi thật rồi, tôi tận mắt nhìn thấy đoàn xe đã ra khỏi thành phố. Ừ, tốt lắm. Khương Văn Kỳ thở phào nhẹ nhõm rồi cúp máy. Ông ta nhìn lãnh đạo cấp cao của công ty có quan hệ máu mủ với nhà họ Khương trong phòng họp, cuối cùng bật cười, đám người Tiêu Chính Văn đã rời khỏi Tu Hà rồi. Từ bây giờ, Tu Hà chính là vùng trời của nhà họ Khương. Nhà họ Khương sẽ trở mình, hoàn toàn trở mình. Trong phút chốc, cả phòng họp bỗng như dậy sóng. Khương Văn Kỳ cũng không ngờ mấy ngày trước lại nhận được tin Viên Văn Sinh đã chết, thế lực của nhà họ Viên rút khỏi Tu Hà. Nhưng số tiền nhà họ Viên hỗ trợ cho nhà họ Khương lại không hề bị lấy lại. Cho nên Khương Văn Kỳ đoán chắc chắn nhà họ Viên đã xảy ra chuyện gì lớn lắm nên mới đi khỏi Tu Hà vội vàng như vậy. Từ tin tức mấy ngày nay của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, chắc chắn nhà họ Viên đã đắc tội với Tiêu Chính Văn nên bị anh trừng trị. Bây giờ Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan rời đi có nghĩa là con rồng vàng chiếm giữ ở Tu Hà đã đi rồi. Thế thì chỉ còn lại nhà họ Khương. Đến chiều, đoàn xe của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đã đến Dược Đô, Giang Trung. Ôn Bất Lâm dẫn lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Dược Đô và mấy người nhà họ Ôn đến đợi ở trước cửa khách sạn lớn 5 sao của Dược Đô. Chào mừng chủ soái Tiêu trở lại Dược Đô. Ôn Bất Lâm bước lên trước mấy bước, vô cùng tôn kính và kính cẩn bắt tay với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng hời hợt bắt tay với ông ấy, sau đó nói, bảo người giải tán hết đi, vợ tôi mệt rồi cần phải nghỉ ngơi. Ngoài ra, tin tức tôi đến Dược Đô phải được giữ kín, tôi không muốn gây ra phiền phức không cần thiết. Vâng, vâng, tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa, Ôn Bất Lâm nói. Tiêu Chính Văn gật đầu rồi cùng Khương Vi Nhan đi vào khách sạn. Đầu tiên là gặp mấy người Khương Học Bác trước, sau đó Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan mới về phòng của mình. Sau khi về đến phòng, Khương Vi Nhan đặt túi của mình xuống, tùy ý nằm trên sofa, vẻ mặt khá mệt mỏi. Chuyện tòa nhà văn phòng sao rồi? Tiêu Chính Văn quan tâm hỏi. Khương Vi Nhan muốn mở công ty ở Dược Đô, Giang Trung, chuyện đầu tiên chính là thuê tòa nhà văn phòng. Vốn dĩ chỉ cần Tiêu Chính Văn nói một câu về chuyện này thì Ôn Bất Lâm sẽ giải quyết. Nhưng Khương Vi Nhan không muốn làm phiền người khác, cô muốn tự mình bắt đầu lại từng bước, không muốn ỷ lại vào thân phận và thế lực của Tiêu Chính Văn. Cô muốn bản thân trưởng thành. Sau khi biết rõ suy nghĩ của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn cũng không quản nữa, hoàn toàn để Khương Vi Nhan tự làm. Anh đừng nhắc nữa, khó khăn lắm, họ đều không muốn cho em thuê, thậm chí còn cố ý đưa ra cái giá không thể chấp nhận được.
Chỉ vì chúng ta đến từ Tu Hà, nói Tu Hà chúng ta phát triển lạc hậu sẽ làm bẩn tòa nhà văn phòng của họ. Lúc nói mấy lời này, Khương Vi Nhan cũng nói với giọng không thể tin được. Đây chính là phân biệt vùng miền. Cô không hiểu đã qua nhiều năm như vậy rồi mà tại sao vẫn còn người có thái độ nghi ngờ về sự phát triển của Tu Hà. Có lẽ 50 năm trước, Tu Hà quả thật là một thành phố chưa phát triển, nhưng bây giờ nền kinh tế của họ đã có thể sánh với Giang Trung rồi. Ngược lại, Giang Trung là tỉnh thành lớn nên cứ kiêu ngạo, cố chấp, mấy năm nay kinh tế không chỉ không tăng trưởng mà còn bị thụt lùi. Ngày mai anh đi cùng em nhé, Tiêu Chính Văn hỏi. Vâng, vậy ngày mai anh đi với em. Khương Vi Nhan cũng hiếm khi nằm trên sofa thở phào. Đúng rồi, hình như em cũng có vài người bạn ở Giang Trung, ngày mai em sẽ liên lạc với họ để xem họ có thể giúp gì không. Khương Vi Nhan nhớ mình còn có vài mối quan hệ nên cũng yên tâm không ít. Ngày hôm sau, buổi sáng, Tiêu Chính Văn thấy Khương Vi Nhan mặc một bộ đồ khá đẹp ngồi bên giường. Chồng vất vả rồi, hôm nay em đã hẹn với một người bạn ở Giang Trung. Cậu ta nói mình có một tòa nhà văn phòng vừa lúc muốn cho thuê, có thể cho chúng ta thuê với giá thấp. Khương Vi Nhan biết mấy ngày nay Tiêu Chính Văn rất mệt, nên cô vừa ngồi bên giường vừa khẽ nói với anh, sau đó còn hôn lên trán anh một cái. Tiêu Chính Văn khẽ run, lật người lại đè vợ mình lên giường. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi lên người Khương Vi Nhan khiến làn da của cô càng trở nên trắng ngần. Anh đừng nghịch nữa, mau đứng lên đi. Lát nữa chúng ta còn phải tranh thủ thời gian đấy. Khương Vi Nhan đỏ mặt đẩy Tiêu Chính Văn ra. Khụ khụ, được rồi. Tiêu Chính Văn hơi tủi thân bò dậy. Vừa rồi suýt nữa anh đã không nhịn được mà ra tay với vợ mình rồi. Vợ à, hôm nay định đi đâu? Tiêu Chính Văn hỏi. Ở gần đây thôi, tòa nhà Vạn Thái Tân Tân, nơi đó có một tòa văn phòng rất thích hợp, hơn nữa cũng là do bạn em giới thiệu. Khương Vi Nhan nói rồi bắt xe. Cùng Tiêu Chính Văn đến trước tòa nhà văn phòng. Vừa đến tòa nhà, Khương Vi Nhan gọi một cuộc điện thoại, một nhân viên mặc đồ vest đi đến. Giám đốc của chúng tôi đã ở trên đó, hai người mau vào trong ngồi đi. Sau đó, nhân viên đó dẫn hai người đi vào văn phòng giám đốc. Một người đàn ông mặc bộ đồ vest hàng hiệu ngồi trong phòng làm việc. Đây là bạn học của em, cũng là giám đốc bất động sản của tòa nhà văn phòng này, Hạng Anh Chiết. Sau khi giới thiệu đối phương với Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan cũng đi đến trước mặt Hạng Anh Chiết để giới thiệu Tiêu Chính Văn. Hạng Anh Chiết vô cùng nhiệt tình đứng dậy bắt tay với Khương Vi Nhan, chúng ta đều là bạn cũ nên đừng khách sáo với nhau, ngồi xuống uống tách trà đi. Đúng rồi, các cậu chọn được tòa văn phòng nào của bọn tôi vậy? Hạng Anh Chiết hỏi. Là tòa văn phòng rộng 300m², vị trí số 118. Khương Vi Nhan chỉ cần chúc mẫu được đặt trước phòng làm việc, nói với Hạng Anh Chiết tòa nhà mình chọn. Chỗ này làm công ty không có vấn đề gì, hơn nữa giá cả cũng không đắt, tòa văn phòng này có 6 tầng. Thế này nhé, tôi tính giá rẻ cho các cậu, một tháng 10.000 tệ tiền thuê, cậu thấy thế nào? Ở khu vực này, một tháng 10.000 tệ tiền thuê không tính là đắt, đây quả thật là nể tình bạn bè nên giá đã rất rẻ rồi. Đương nhiên là được. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, Khương Vi Nhan cười đáp. Lúc này Hạng Anh Chiết đó bỗng hỏi, vậy cậu định cảm ơn tôi thế nào đây? Lát nữa tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé. Ăn ở đâu cũng được, tôi mời. Khương Vi Nhan cười nói. Hay là đến nhà tôi đi, bạn Vi Nhan, chúng ta có thể nằm trên giường để thảo luận cụ thể hơn. Bữa tối nên ra ngoài ăn hay là nên ăn cậu đây? Hạng Anh Chiết nở nụ cười xấu xa, để lộ ra mục đích của mình. Chương 762, không thể chấp nhận được ý của cậu là gì, Khương Vi Nhan nhăn mày hỏi. Ý của tôi cậu nghe không hiểu à? Hạng Anh Chiết kéo cà vạt, khinh thường nhìn Khương Vi Nhan, hoàn toàn không để ý đến Tiêu Chính Văn. Xin lỗi, tôi không thích đùa như vậy, nếu như cậu không tôn trọng tôi, thì giao dịch của chúng ta không thể tiếp tục. Sắc mặt Khương Vi Nhan lập tức sầm xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô không ngờ rằng bạn học cũ của mình lại là loại người như vậy. Chờ đã. Hạng Anh Chiết hét lên, ngăn Khương Vi Nhan lại. Có phải vì cậu xấu hổ khi nhận lời yêu tôi ngay trước mặt chồng cậu không? Anh ta chỉ là một thằng cha ăn bám mà thôi, không cần thiết phải nể mặt anh ta đâu. Hạng Anh Chiết rất tự tin vào bản thân. Nếu như cậu đồng ý làm người tình của tôi không chỉ cho cậu thuê miễn phí tòa nhà văn phòng đắt nhất của chúng tôi,
mà còn hỗ trợ cho sự phát triển của cậu ở Giang Trung. Hạng Anh Chiết bật cười, sau khi đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn, lại nói tiếp, tôi có nghe nói, cậu chuyển từ Tu Hà đến Giang Trung, không phải là vì bị nhà họ Khương đuổi ra khỏi nhà sao? Nghe nói, cậu còn khiến ông nội mình tức chết. Chậc chậc, đúng là một thảm kịch bi thương. Đủ rồi, cậu đừng nói nữa, tôi sẽ không đồng ý điều kiện của cậu đâu. Khương Vi Nhan nói, sắc mặt vô cùng u ám. Ồ vậy thì phải xin lỗi cậu rồi. Hạng Anh Chiết trầm giọng nói, bất động sản khu vực này là của chúng tôi chỉ cần dùng chút thủ đoạn, cậu nhất định sẽ không thuê được cao ốc văn phòng ở trong khu này đâu. Hạng Anh Chiết là bạn cùng lớp của Khương Vi Nhan, vì vậy hiểu rất rõ con người của cô. Hắn biết rằng Khương Vi Nhan vừa tới Giang Trung, ở nơi đất khách quê người này, cô nhất định không có chỗ dựa. Còn hắn thì khác, hắn là con của ông trùm bất động sản ở đây, đối phương đành phải dựa vào mình. Nếu như Khương Vi Nhan không chịu phục tùng hắn, thì hắn không những có thể dùng quyền của mình để khiến Khương Vi Nhan không có chỗ đứng, mà thậm chí có thể khiến cô không thể sống tốt ở đất Giang Trung này. Còn về Tiêu Chính Văn, hắn hoàn toàn không coi anh ra gì. Hắn chỉ biết rằng Tiêu Chính Văn là thằng con rể nhà họ Khương mà thôi. Hơn nữa, theo tin tức nghe ngóng được, Tiêu Chính Văn hình như là tàn dư của nhà họ Tiêu năm đó, nói chung là thân phận rất rác rưởi. Chỉ cần thuyết phục được Khương Vi Nhan là được, Tiêu Chính Văn không hề quan trọng. Sao nào, có muốn suy nghĩ lại không? Hạng Anh Chiết cười cợt nói. Khi còn đi học hắn đã thích thầm Khương Vi Nhan rồi. Khương Vi Nhan định quay đầu rời đi, nhưng bước chân của cô đột nhiên dừng lại giữa chừng. Trong lòng cô rất kiên định, tuyệt đối không thể vì chuyện này là tùy tiện lên giường với người khác. Bây giờ cơn giận dữ đang bùng lên trong lòng cô. Khi thấy Khương Vi Nhan dừng lại, Hạng Anh Chiết mỉm cười. Hắn nghĩ rằng Khương Vi Nhan đang do dự và sợ hãi, nghĩ rằng cô đã bị hắn dọa sợ. Bây giờ cậu phải nghĩ cho kỹ, người đứng bên cạnh cậu không phải là thiếu gia gì đó nhà họ Tiêu, mà chỉ là một thằng đàn ông không bằng tên phế vật, anh ta chẳng giúp gì được cho cậu đâu. Hạng Anh Chiết thậm chí còn cố ý tình hạ thấp Tiêu Chính Văn để nâng tầm bản thân. Nhưng tôi thì khác, tôi có thể giúp cậu phát triển ở khu vực Giang Trung, cậu thậm chí không cần làm gì cả, chỉ cần phục vụ tôi trên giường cho tốt là được. Hạng Anh Chiết cho rằng điều kiện mình đưa ra sẽ làm thỏa mãn trái tim của tất cả các cô gái. Tuy nhiên, chính những câu nói này lại khiến Khương Vi Nhan trở nên kiên định hơn. Khương Vi Nhan quay đầu lại nói với Hạng Anh Chiết, cái tính tự cao tự đại của cậu bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi. Chồng tôi không những không phải là phế vật, mà anh ấy còn ưu tú hơn cậu nhiều, điều quan trọng nhất là anh ấy không bao giờ ép buộc tôi làm những điều tôi không thích. Trong mắt của tôi, cậu không thể so sánh được với anh ấy, người như cậu chỉ khiến tôi thấy ghê tởm thôi. Chồng à, chúng ta đi. Sau khi Khương Vi Nhan nói xong những lời này, cô chuẩn bị rời đi. Hạng Anh Chiết lập tức thay đổi giọng điệu, bạn học Khương Vi Nhan à, chúng ta vẫn có thể nói chuyện mà, nếu như cậu không thích như vậy, tôi có thể thay đổi cách nói. Hạng Anh Chiết vẫn còn muốn níu kéo, Tiêu Chính Văn đã đứng trước mặt, chặn tầm nhìn của hắn. Nhà họ Hạng các cậu có lợi hại thế nào, cũng không thể mua hết đất ở đây được. Cho dù cậu không cho chúng tôi thuê, chúng tôi có thể tìm thuê chỗ khác. Nhưng cậu nhớ kỹ cho tôi, dù cậu có mua cả cái Giang Trung này, thậm chí mua cả đất Tu Hà, cậu cũng không bao giờ có được cô ấy, bởi vì người cô ấy yêu là tôi. Tiêu Chính Văn nói xong câu này liền cười nhếch mép một cái, sau đó xoay người ôm Khương Vi Nhan rời đi. Hạng Anh Chiết nắm chặt nắm đấm. Một tên vô dụng mà dám thách thức mình. Nghĩ đến đây, hắn lập tức gọi điện thoại cho bộ phận bảo vệ. Người của bộ phận bảo vệ nghe đây, tuyệt đối không được phép cho đôi nam nữ đó ra ngoài. Khóe mắt Hạng Anh Chiết lóe lên một tia hung ác. Dù sao bọn họ cũng đã đến phòng kinh doanh rồi, nếu như mình sử dụng bạo lực bắt bọn họ ở lại cũng không có ai biết. Khương Vi Nhan nhất định đã bị tên Tiêu Chính Văn đó tẩy não, chỉ cần để cô ấy ở bên cạnh mình, cho cô ấy thấy điểm tốt của mình, cô ấy nhất định sẽ quên anh ta. Đến lúc nào, chỉ cần mình giúp cô ấy xây dựng công ty, cô ấy nhất định sẽ phải yêu mình thôi. Khi đó, hắn có thể nhục mạ Tiêu Chính Văn, người từng là thiếu gia nhà họ Tiêu một cách quang minh chính đại trong lòng hắn vô cùng đắc ý, hắn thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh mình được ôm người đẹp trong tay. Đừng nói trên đời có cái gọi là tình yêu đích thực, thật đến đâu mà không có tiền thì cũng vứt.
Dù có thể non hẹn biển đến thế nào thì cũng không bằng có tiền có quyền trong tay. Hạng Anh Chiết luôn tin rằng cuối cùng Khương Vi Nhan sẽ rơi vào vòng tay của mình. Mà lúc này, khi Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan vừa bước xuống lầu thì đã nhìn thấy một nhóm nhân viên bảo vệ đang đứng ngoài cổng công ty. Nhóm nhân viên bảo vệ này nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt xấu xa, thoạt nhìn đã thấy bọn họ được đào tạo chuyên nghiệp, hơn nữa đã chuẩn bị sẵn sàng trạng thái chiến đấu. Khương Vi Nhan nhìn nhiều nhân viên bảo vệ đứng chặn ở cửa, không biết rằng bọn chúng đang nhắm vào mình, cô đi lên trước nói có thể nhường đường chút không? Xin hỏi cô có phải Khương Vi Nhan không giấu lớn, bảo vệ hỏi. Tôi là Khương Vi Nhan, Khương Vi Nhan thừa nhận, thật xin lỗi, giám đốc của chúng tôi nói, các người không được phép ra ngoài. Giọng điệu của bảo vệ lập tức trở nên nghiêm túc, cùng lúc đó những nhân viên bảo vệ khác đồng loạt rút ống cao su trên tay ra, tư thế sẵn sàng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lúc này Hạng Anh Chiết mỉm cười đi về phía họ, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Đây là địa bàn của tôi không đồng ý cho các người đi, thì các người đi không nổi đâu. Hạng Anh Chiết đi tới bên cạnh đám nhân viên bảo vệ, cậy có đám người này ở đây, giọng điệu cũng cao ngạo hẳn lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 763, đánh nhử tử. Khương Vi Nhan, người đàn ông này hoàn toàn không xứng với cậu, cậu nhìn xem, bây giờ anh ta không thể bảo vệ cậu, làm sao so sánh với tôi được, tôi chỉ cần ra ngoài đều có 4 vệ sĩ đi theo. Hạng Anh Chiết nhìn về phía sau hắn, đứng sau hắn là hàng chục nhân viên bảo vệ đang cầm gậy cao su trong tay. Ở bên cạnh Khương Vi Nhan chỉ có mình Tiêu Chính Văn. Hạng Anh Chiết cảm thấy mình có ưu thế rất lớn. Nếu như cậu thực sự quan tâm đến anh ta, vậy thì cậu nên đi theo tôi, nếu như cậu không đồng ý ở lại, vậy thì tôi sẽ bảo các nhân viên bảo vệ ở đây đánh cho anh ta quỳ xuống xin lỗi, cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Hạng Anh Chiết thậm chí còn muốn dùng Tiêu Chính Văn để uy hiếp Khương Vi Nhan, buộc cô phải phục tùng. Tuy nhiên, Khương Vi Nhan không những không sợ mà còn cầm tay Tiêu Chính Văn, nói anh ấy có thể bảo vệ tôi, cho dù cậu có bao nhiêu vệ sĩ đi chăng nữa, cũng không mạnh bằng chồng tôi được đâu. Chồng của tôi có thể một người đánh lại 10.000 người. Khương Vi Nhan dù sao cũng đã từng thấy năng lực của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, vua Bắc Lương, ai dám ngăn cản. Khương Vi Nhan muốn lập tức rời đi vì cô không muốn mọi chuyện trở nên phiền phức hơn. Tuy nhiên, hành động khiêu khích không ngừng này của Hạng Anh Chiết đã khiến Khương Vi Nhan hoàn toàn nổi giận. Chồng à, không cần nhẹ tay, đánh ngã hết bọn chúng đi. Đây là lần đầu tiên Khương Vi Nhan chủ động bảo Tiêu Chính Văn đánh người. Có thể thấy rằng cô đang thực sự rất tức giận. Khương Vi Nhan không thể ngờ rằng, bạn học cũng không giúp đỡ mình thì thôi đi, nhưng cậu ta lại mặt dày công kích và uy hiếp mình. Điều này thật sự quá kinh tởm. Nếu như không cứng rắn hơn, đối phương nhất định sẽ càng thêm lộng hành. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Tiêu Chính Văn, sau đó anh mỉm cười, anh hiểu rồi, tuân lệnh vợ. Nghe thấy hai người bọn họ kẻ tung người hứng, Hạng Anh Chiết còn nghĩ bọn họ đang đóng kịch cơ, hắn không nhịn được mà bật cười ha hả. Tên vô dụng này mà đòi một người đánh lại cả nghìn người á. Các người đùa vui nhỉ, đợi lát nữa bị đánh cho quỳ xuống cầu xin thì mới biết đúng sai phải không? Mấy người lên hết cho tôi, cho anh ta biết các anh mạnh thế nào, không động vào cô gái ấy, còn đánh chết thằng kia cho tôi. Hạng Anh Chiết hất tay. Bảo vệ sĩ của mình xông lên đánh Tiêu Chính Văn. Hắn yên tâm lấy hộp thuốc lá trong túi ra, ngậm một điếu thuốc rồi quay đầu lại để trợ lý châm thuốc cho mình. Trợ lý đó vừa lấy bật lửa ra châm lửa, đột nhiên một cơn gió lớn thổi tới, ngọn lửa phụt tắt. Một bóng người bay ngược lại và đập thẳng vào bức tường của công ty, khiến một lớp bụi rơi từ trên trần nhà xuống. Hạng Anh Chiết nhìn kỹ, cả người đều ngẩn ra. Đây không phải là đội trưởng của đội bảo vệ sao? Anh ta bị đánh bay ra, điều đó có nghĩa là, Hạng Anh Chiết cảm thấy trong lòng chấn động, vừa quay đầy lại liền thấy một nắm đấm lớn đang lao về phía mặt mình. Hắn không kịp tránh, liền bị một cú đấm vào mặt, cả người cũng bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, ngã xuống bên cạnh đội trưởng đội bảo vệ. Khi Hạng Anh Chiết sững sờ mở mắt ra, hắn nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang bước từng bước tới. Lúc đó Hạng Anh Chiết sợ tới mức vội vàng hét lớn, các anh còn ngây ra đó làm gì? Mau ngăn anh ta lại, không được để tên ác quỷ này tới gần tôi. Cậu đang nói bậy bạ gì thế, còn không ngẩng đầu lên nhìn xung quanh xem, Tiêu Chính Văn cười nói.
Lúc này Hạng Anh Chiết mới nhận ra, các nhân viên bảo vệ của hắn đều đã ngã hết xuống đất, còn Tiêu Chính Văn đứng trước mặt hắn thì hoàn toàn bình yên vô sự. Tiêu Chính Văn bẻ đốt ngón tay, nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng nói, vừa nãy cậu nói, ai là phế vật? Tiêu Chính Văn túm lấy cà vạt của Hạng Anh Chiết, dễ dàng nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Tôi là phế vật, tôi là phế vật. Hạng Anh Chiết sợ hãi đến mức nói lắp ba lắp bắp. Vừa này không phải cậu nói tôi không bảo vệ được Khương Vi Nhan sao? Bây giờ thân cậu cũng khó mà bảo toàn rồi. Tiêu Chính Văn nhấc hắn lên cao, dùng một tay túm lấy cà vạt, sau đó ấn chặt người hắn vào tường. Sức mạnh khủng khiếp này ngay lập tức khiến Hạng Anh Chiết mất đi ý thức phản kháng. Không còn cách nào khác, người đàn ông trước mặt đáng sợ như dã thú trong rừng, chỉ cần sơ suất nhẹ cũng có thể dẫn đến án mạng. Nếu như cậu dám quấy rối Khương Vi Nhan, lần sau sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu. Sau khi Tiêu Chính Văn đưa ra lời cảnh báo, anh ném Hạng Anh Chiết sang một bên như ném một bao rác. Vợ, chúng ta đi thôi. Sau khi uy hiếp xong, Tiêu Chính Văn kéo Khương Vi Nhan, định đưa cô đi. Lý do anh không ra tay với Hạng Anh Chiết là vì anh không muốn gây rắc rối khi vừa tới Giang Trung. Hơn nữa, bây giờ Xích Diệm Vương đang ẩn nấp trong bóng tối, anh không muốn mình lộ mặt quá nhiều. Tuy nhiên, ngay lúc này ngoài cửa vang lên tiếng phanh xe, một chiếc ô tô hạng sang dừng trước cửa công ty, một vị sếp lớn phì phò điếu xì gà bước xuống xe, theo sau là mấy vệ sĩ. Khi vị sếp lớn bước tới cửa công ty, nhân viên lễ tân lập tức ngẩng đầu lên hét lớn, hoan nghênh chủ tịch. Nghe thấy cái chức danh này, ai ai cũng đều biết, chủ tịch của tập đoàn Vạn Thái đã quay trở lại rồi. Hạng Anh Chiết đang nằm dưới đất, lập tức vùng vẫy bỏ dậy, chạy tới bên cạnh sếp lớn. Bố, anh ta đánh con thành thế này, bố tuyệt đối không được tha cho anh ta. Thì ra sếp lớn vừa từ bên ngoài trở về, cũng chính là chủ tịch của Vạn Thái, cũng chính là bố của Hạng Anh Chiết. Sếp Hạng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, cuối cùng ông ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, có chút choáng váng. Chuyện này rốt cuộc là như nào, sếp Hạng trầm giọng hỏi. Nghe thấy bố hỏi, Hạng Anh Chiết khẽ chột dạ. Khương Vi Nhan chủ động trả lời, sếp Hạng, chúng tôi không có ý mạo phạm, chỉ là do con trai ông ức hiếp người quá đáng. Cô kể lại một lượt những chuyện Hạng Anh Chiết đã làm, càng nói Hạng Anh Chiết càng thêm chột dạ, dù sao cũng là hắn phạm phải sai lầm ở trước mặt ông bố nghiêm khắc này. Nếu chuyện này bị bố truy cứu, hắn nhất định sẽ bị trừng trị nghiêm ngặt. Sau khi nghe Khương Vi Nhan tường thuật lại, sếp Hạng có chút thất thần, dường như hoàn toàn không nghe lọt lời nào của Khương Vi Nhan. Mà ánh mắt của ông ta cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu tên là Tiêu Chính Văn, đúng không? Sếp Hạng hào hứng hỏi Tiêu Chính Văn bình thản gật đầu. Tiêu Chính Văn, không ngờ lại là cậu Tiêu Chính Văn, có thể cậu không nhớ tôi, nhưng tôi vẫn nhớ nhà họ Tiêu của cậu. Sếp Hạng kích động nắm chặt tay, một tia tức giận xẹt qua mắt, cả người không khỏi run lên. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan trong lòng có chút bối rối, ông sếp này có thù oán gì với nhà họ Tiêu chăng? Ha ha ha! Tôi còn tưởng là nhà họ Tiêu cậu đều chết hết rồi, không ngờ rằng hôm nay còn có thể gặp được cậu ở đây. Sếp Hạng vô cùng kích động, giọng nói còn có chút run rẩy. Khi Hạng Anh Chiết nhìn thấy bố mình kích động quá mức, hắn cho rằng nhà họ Tiêu đã chọc giận ông ta, lập tức nói, đúng đó bố à, anh ta đến từ nhà họ Tiêu ở Tu Hà, vừa nãy anh ta đánh con, bố tuyệt đối không được tha cho anh ta đâu. Chương 764, ẩn tình nhà họ Tiêu. Câm miệng, sao tao lại có đứa con ngu xuẩn như mày chứ? Sếp Hạng nói, sau đó tát mạnh một cái vào mặt Hạng Anh Chiết, khiến cho hắn choáng váng. Bố, sao bố lại đánh con là con trai bố mà. Hạng Anh Chiết vô cùng ấm ức. Tao không đánh mày thì đánh ai? Tao sắp bị mày làm cho tức chết rồi đây này. Sếp Hạng chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, nhà họ Tiêu là ân nhân lớn của nhà họ Hạng chúng ta, cậu ấy là khách quý của nhà ta. Mà mày lại dám để ý đến vợ cậu ấy. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn cũng lắc đầu, ý nói mình cũng không quen biết sếp Hạng này. Sau đó sếp Hạng lại nói, lúc đầu chúng ta khởi nghiệp ở Giang Trung thất bại, nợ nần chồng chất, lại bệnh tật ốm đau, chính nhà họ Tiêu đã cho chúng ta vay tiền chữa bệnh. Nếu không có nhà họ Tiêu, tao đã vào quan tài từ lâu rồi. Thằng bất hiếu này,
còn không mau quỳ lại ân nhân. Sự việc đảo ngược lại đến quá độ ngột, đừng nói là hạng anh chiết, ngay cả Khương Vi Nhan cũng không phản ứng kịp. Con, cái này, bố bảo con quỳ xuống xin lỗi á. Trong lòng hạng anh chiết vừa ấm ức vừa không phục, xếp hạng lại giáng thêm một cái tát khác vào bên mặt còn lại của hạng anh chiết. Tao bảo mày quỳ xuống thì mày quỳ xuống, nói nhiều lời thế làm gì? Mấy năm nay ngồi trên vị trí tổng giám đốc, bòn rút được bao nhiêu tiền, ức hiếp bao nhiêu người, mày đừng tưởng tao không biết. Còn không nghe lời, có tin không, tao phế chức tổng giám đốc, cho mày đi quét dọn nhà vệ sinh đấy. Nghe thấy câu này, hạng anh chiết không dám nhiều lời nữa, lập tức quỳ phịch xuống xin lỗi Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Loại người này Tiêu Chính Văn gặp nhiều rồi, anh cũng lười tính toán với hắn, ngược lại lại muốn bàn chuyện chính với xếp hạng. Hai người muốn thuê một tòa nhà sao? Vậy thì hay quá, nhà họ hạng chúng tôi làm bất động sản, chúng tôi đang có một tòa nhà văn phòng trống. Xếp hạng nhiệt tình đưa bọn họ đi xem văn phòng. Hai người muốn văn phòng bao nhiêu mét vuông? Xếp hạng vừa hút một điếu thuốc vừa bật máy tính lên. Cùng lúc đó, trợ lý của ông ta cũng đưa một điếu thuốc cho Tiêu Chính Văn, nhưng anh hất tay nói, vợ tôi không thích mùi thuốc lá, vì vậy tôi sẽ không hút. Khương Vi Nhan nói, tôi muốn một tòa nhà văn phòng rộng khoảng 300 mét vuông. Trước đây tôi khá thích tòa văn phòng số 118 của các ông. Khương Vi Nhan nói về tòa nhà mà mình thích cho xếp hạng nghe. Xếp hạng nghe thấy số tòa nhà liền cau mày lại nói. Tòa văn phòng nhỏ như vậy làm sao đủ dùng. Tới đây, tôi cho hai người xem cái này. Sau đó, xếp hạng lấy tư liệu về tòa nhà 03 cho bọn họ xem. Hai người xem. Muốn thuê thì phải thuê tòa nhà như thế này thì mới đủ dùng. Như vậy mới có thể làm nổi bật được thực lực của công ty hai người. 800 mét vuông trang trí bằng gỗ gụ sang trọng, có phòng bếp, có phòng họp, mỗi tầng có 10 gian khác nhau. Không chỉ có điều hòa mà còn có hệ thống sưởi và thậm chí còn có nhà hàng ăn dành cho nhân viên. Tòa nhà tao 15 tầng này đảm bảo sẽ khiến những ứng viên sáng giá đến ứng tuyển cho công ty của cô. Khi xếp hạng đang tự hào giới thiệu, ông cũng đưa tư liệu và những tấm ảnh cho bọn họ xem. Nhìn qua ảnh, tòa nhà văn phòng này quả thực rất rộng rãi thoáng mát, cao 15 tầng, trên tầng cao nhất còn có thể nhìn thấy toàn bộ Đại học Giang Trung. Hơn nữa, việc bài trí bàn ghế gỗ gụ còn khiến cho toàn bộ công trình văn phòng trở nên vô cùng sang trọng. Mọi thứ đều rất đẹp, có thể dùng từ hoàn mỹ để miêu tả. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy mức giá trên đó, 100.000 tệ một tháng, Khương Vi Nhan lập tức bác bỏ ý định. Khương Vi Nhan ngại ngùng nói, tòa nhà này đúng là không có khuyết điểm gì, chỉ là giá thành có, hơi đắt, 100.000 tệ một tháng, chúng tôi trả không nổi. Gì cơ, ở đây viết 100.000 tệ một tháng á, là ai ra giá cao như vậy, tôi thấy tòa nhà này chỉ 10.000 tệ một tháng thôi. Xếp hạng lập tức thay đổi giọng điệu, cứ nghe tôi, thuê tòa nhà này đi. Tôi sẽ cho hai người thuê với mức giá hữu nghị. Tòa nhà này chỉ có giá 10.000 tệ một tháng thôi. Nghe thấy câu này, Khương Vi Nhan lập tức sững sờ. Tòa nhà văn phòng 300 mét vuông mà trước đây cô thích chỉ có 6 tầng, mà giá thuê đã lên tới 50.000 tệ một tháng. Bây giờ tòa nhà này rộng tận 800 mét vuông, cao 15 tầng, mọi tiện nghi đều rất đầy đủ, còn là một tòa nhà văn phòng cao cấp trang trí nội thất bằng gỗ gụ mà chỉ tốn 10.000 tệ một tháng. Giá này đúng là kiểu cho thuê như không mà. Sao trên đời lại có chuyện tốt như vậy? Nghe thấy mức giá này, ngay cả vẻ mặt của trợ lý xếp hạng cũng thay đổi. Tòa nhà văn phòng này không đơn giản, đó là tòa nhà trụ sở mới mà tập đoàn bất động sản Vạn Thái sắp khai trương. Vốn dĩ đây là tòa nhà bọn họ định sử dụng chứ không cho thuê, bây giờ lại cho Khương Vi Nhan thuê với giá rẻ. Thật sự không biết nhà họ Tiêu đã cho nhà họ hạng bao nhiêu ân huệ, mới có thể khiến xếp hạng hy sinh lợi ích lớn như vậy. Mức giá 10.000 tệ một tháng, thật sự có thể sao? Khương Vi Nhan không thể tin được. Lời tôi nói có chỗ nào là giả không? Yên tâm đi, nhà chúng tôi không thiếu bất động sản. Năm đầu tiên sẽ cho hai người giá rẻ một chút, cứ trả 100.000 tệ trước, đợi công ty của hai người phát triển, không chừng chúng tôi còn phải dựa vào cô cậu ấy chứ. Xếp hạng này không chỉ có IQ cao, mà lời nói cũng rất dễ nghe. Đến Khương Vi Nhan cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như con trai hạng anh chiết của ông ta có chỉ số IQ bằng 1/10 của bố thì đã không bị Tiêu Chính Văn đánh cho như tử. Chuyện này cứ quyết như vậy đi,
Ngày mai tôi sẽ bảo người dẫn cô đi xem văn phòng, đến lúc đó cô có thể đăng tin tuyển dụng được rồi. Xếp hạng hào sảng nói. Đúng rồi, Tiêu Chính Văn, không biết lát nữa cháu có rảnh không, chú mời cháu đi ăn cơm, uống rượu. Xếp hạng mời Tiêu Chính Văn. Được, xếp hạng, Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý. Không cần phải khách khí như vậy, cứ gọi chú là chú Hạng được rồi. Được, chú Hạng là muốn nói với cháu về chuyện nhà họ Tiêu đúng không? Tiêu Chính Văn nhận ra được mục đích của ông ta. Đúng vậy, mấy năm qua cháu chịu khổ nhiều rồi, chúng ta cùng nhau đi uống rượu, ôn lại chuyện cũ. Xếp Hạng vỗ vai Tiêu Chính Văn, hoàn toàn coi anh như con cháu của mình. Tiêu Chính Văn nghiêng đầu nhìn Khương Vi Nhan ở bên cạnh, Khương Vi Nhan liền nói, anh muốn đi thì cứ đi. Đừng về trễ quá nhé, không phép được ôm người phụ nữ khác, cũng không được qua đêm ở bên ngoài. Khương Vi Nhan nhận ra Tiêu Chính Văn không muốn kể chuyện nhà họ Tiêu năm xưa cho mình nghe, vì vậy cũng không hỏi cố. Được, tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu. Tiêu Chính Văn trấn an Khương Vi Nhan. Sau khi xếp hạng sai người đưa Khương Vi Nhan về nhà, ông ta nghiêm túc nói với Tiêu Chính Văn, cháu thật sự là con trai của anh Tiêu à? Lúc đầu chú còn tưởng nhà họ Tiêu đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi, cảm ơn trời đất cháu vẫn còn sống, nếu không ân huệ ấy cả đời này chú không trả nổi nữa rồi. Khi nói ra câu này, giọng điệu của xếp hạng có chút kích động. Thật ra, mấy ngày trước khi nhà họ Tiêu cháu bị tiêu diệt, bố của cháu đã cảm nhận được nguy hiểm cận kề nên đã đặc biệt mời vài anh em tốt ra ngoài uống rượu. Lúc đó, ông ấy đã nói với bọn chú về chuyện hậu sự, xếp hạng nói với vẻ mặt buồn bã. Nghe thấy vậy, trong lòng Tiêu Chính Văn khẽ chấn động. Bố của cháu, sớm đã đoán được có người muốn tiêu diệt cả nhà cháu à? Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về chuyện này. Lẽ nào chuyện nhà họ Tiêu bị tiêu diệt có ẩn tình nào khác? Theo cách nói của Long Các, bốn gia tộc lớn thèm khát, Thiên Sơn Thư Lục, của nhà họ Tiêu nên đã liên kết với nhà họ Ninh tiêu diệt nhà họ Tiêu. Lúc đó bố có lẽ không biết. Nhưng bây giờ lại nói rằng bố đã biết sớm nhưng lại không trốn đi trước. Chuyện này chỉ có một khả năng, đó là bọn họ không thể chạy trốn, chỉ có thể cam tâm tình nguyện chờ chết. Vậy thì khả năng này chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là người đứng đằng sau muốn nhắm vào nhà họ Tiêu có quyền lực vô cùng lớn, khiến cho bố và các bác đều không thể phản kháng, cũng không dám phản kháng. Loại người này nhất định không phải trong tứ đại gia tộ. Si còn có người khác. Là ai? Người này rốt cuộc là ai? Chương 765, bắt cóc. Sau khi tạm biệt xếp hạng, sắc mặt của Tiêu Chính Văn rất lâu không thể bình tĩnh lại. Suy đi nghĩ lại, anh gọi điện cho bộ phận tình báo ngầm của Điện Thần Long, đưa ra một mệnh lệnh, điều tra kỹ lưỡng chuyện năm đó nhà họ Tiêu bị bốn gia tộc lớn tiêu diệt. Điều tra từ đầu, bất kỳ một manh mối nào cũng không được bỏ qua. Mấy ngày sau đó, Tiêu Chính Văn vẫn luôn xử lý chuyện của công ty mới ở Giang Trung cùng Khương Vi Nhan. Tên của công ty mới đã đăng ký xong, được gọi là Tập đoàn Y Dược Vi Nhan. Vốn dĩ ban đầu Khương Vi Nhan không đồng ý, nhưng Tiêu Chính Văn theo chủ nghĩa đàn ông nên đã quyết định. Cho đến một tuần sau, đột nhiên Từ Phân gọi điện đến. Tiêu Chính Văn, con đang ở đâu? Con mau về đây, Từ Phân nói với vẻ kích động. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn hỏi. Con hỏi xảy ra chuyện gì? Bố con bị đánh con có về không? Chuyện này con có lo không? Từ Phân nói. Bố vợ bị người ta đánh sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính Văn nghi hoặc liền hỏi cặn kẽ hơn. Thì ra lúc bọn họ đến Giang Trung phát triển công ty con, Khương Học Bác cũng dùng một khoản tiền của Tiêu Chính Văn cho để phát triển sự nghiệp của mình ở khu vực Giang Trung. Ông ta làm ngành ăn uống, mở một quán ăn gần trung tâm thành phố. Sau đó thuê mấy nhân viên đến, kinh doanh một quán thịt nướng. Bởi vì nằm ở đoạn đường khá sầm uất của trung tâm thành phố nên làm ăn vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa Khương Học Bác sinh ra ở nhà họ Khương, có chút kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp lớn nên kinh doanh quán thịt nướng của mình cũng có mánh khóe, rất được khách hàng chào đón. Có thể là vì kinh doanh quá tốt khiến cho đối thủ cạnh tranh tức giận, hôm qua có một tên đột nhiên xông vào quán thịt nướng. Tùy ý đánh đập trong quán, nói là ăn đồ vào đau bụng. Còn đánh mấy nhân viên bị thương, Khương Học Bác muốn ra mặt hòa giải, thậm chí đối phương còn đánh cả Khương Học Bác. Hơn nữa đối phương còn buông lời độc ác, bảo Khương Học Bác chuẩn bị tiền chữa trị 200.000 tệ để bồi thường, nếu không đưa thì 3 ngày sau sẽ còn đến tìm tận cửa.
Chuyện này bọn họ không tiện báo cảnh sát, lo là sau khi làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của quán mình. Tiêu Chính Văn, có phải con đánh nhau giỏi lắm phải không? Mau chạy về chủ trì công đạo cho bố con, dùng nắm đấm hung hãn dạy dỗ những người gây chuyện đó đi. Tính tình từ phần vốn đã nóng nảy. Mấy ngày này quán thịt nướng đem đến lợi ích cực lớn cho nhà bọn họ, bà ta vô cùng vui mừng. Không ngờ mới vừa kiếm được chút tiền thì quán bị người ta phá, hơn nữa Khương Học Bác còn bị người ta đánh, sao bà ta không giận được cơ chứ? Đối phương không chỉ đánh người, thậm chí còn yêu cầu phải bồi thường, đây quả thật là kiếm cớ thu phí bảo kê. Bây giờ Khương Học Bác chỉ trả tiền thuốc men cho nhân viên của mình thì đã tốn một khối tiền, đến lúc đó còn phải bỏ tiền ra để mua lại đồ dùng nướng bị đập hỏng. Cục tức này dù thế nào Từ Phân cũng không chịu nuốt xuống, nên mới vội vàng gọi Tiêu Chính Văn về. Tiêu Chính Văn nhìn sang Khương Vi Nhan đang cúi đầu hướng dẫn nhân viên xử lý tài liệu. Em biết rồi, vậy anh về trước đi, chuyện ở công ty cứ giao cho em xử lý. Khương Vi Nhan thúc giục Tiêu Chính Văn trở về, cũng lo lắng bố mình đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó Tiêu Chính Văn rời khỏi công ty, trở về căn biệt thự bây giờ bọn họ đang sống. Đây là căn biệt thự do Ôn Bất Lâm tặng. Lúc này vừa xuống xe thì nhìn thấy mẹ vợ Từ Phân, vậy mà lại đích thân ra cổng đón anh. Mẹ, sao mẹ lại ra tận đây? Tiêu Chính Văn hỏi. Từ Phân nói với vẻ mặt đưa đám, hôm qua bố con vừa vào bệnh viện, hôm nay đã bị người ta đưa đi rồi, con mau nghĩ cách cứu ông ấy về đi. Đám người này đúng là gan to bằng trời, không ngờ ngay cả bố vợ của anh cũng dám đưa đi. Thật không biết Khương Học Bác đã chọc đến ai, mà lại bị đối phương ghi thù như thế. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, nói từ từ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Tiêu Chính Văn chỉ có thể an ủi mẹ vợ của mình. Hôm qua bố con truyền nước ở bệnh viện, tên đó lại tìm đến tận nơi, tay đấm chân đá với bố con một trận, sau đó đưa bố con đi rồi. Lúc đó mẹ không ở bệnh viện, là bác sĩ của bệnh viện nói với mẹ, hôm qua bọn họ còn để lại tờ giấy, nói phải bỏ ra 200.000 tệ mới thả người. Từ Phân vừa lau nước mắt vừa nói. Mặc dù bình thường ở nhà bà ta xem thường Khương Học Bác, vẫn luôn cảm thấy ông ta là kẻ vô dụng, nhưng gần đây quả thật Khương Học Bác cũng đã thể hiện ra năng lực và suy nghĩ của mình. Mặc dù mấy năm nay hai vợ chồng luôn có mâu thuẫn, nhưng dù nói thế nào, cũng là vợ chồng kết hôn ở cùng nhau mười mấy năm. Bây giờ Khương Học Bác bị người ta đưa đi, đương nhiên Từ Phân vô cùng lo lắng. Tiêu Chính Văn cầm tờ giấy, bên trên viết rõ ràng bảo trong 3 ngày bọn họ góp đủ 200.000 tệ, sau đó đến gặp nhau ở địa điểm chỉ định. Yên tâm đi, bọn chúng nhất định sẽ không làm ra chuyện quá đáng, bọn chúng chỉ muốn giữ bố làm con tin để đổi lấy tiền thôi. Tiêu Chính Văn vào tờ giấy thành một cục. Đây quả thật là bắt cóc lộ liễu, tuyệt đối không thể để bọn chúng hung hăng như thế. Chương 766, người tu hà bọn mày đều xấu xa. Tiêu Chính Văn đưa Từ Phân về nhà trước, rồi bảo Ôn Bất Lâm điều tra chuyện này giúp mình. Sau khi Ôn Bất Lâm biết được chuyện này cũng vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ thế lực ngầm của Giang Trung bây giờ lại ngang ngược như thế, quang minh chính đại bắt cóc cướp người đi khỏi bệnh viện. Tuy chuyện này nên thuộc về cảnh sát tiến hành điều tra, nhưng nếu Tiêu Chính Văn đã có yêu cầu, nên quân đội Giang Trung bọn họ cũng phải tìm manh mối của đối phương trước. Đối phương là một đoàn đội rất không chuyên nghiệp, số điện thoại của bọn chúng lại không mã hóa. Thông qua thủ đoạn kỹ thuật, đã dễ dàng biết được vị trí đối phương đang ở. Tìm được vị trí của đối phương rồi, trong một nhà kho của ngoại ô thành phố, bây giờ tôi lập tức gửi định vị cho cậu. Sau khi tìm được manh mối, một tin nhắn định vị lập tức xuất hiện trong tay Tiêu Chính Văn. Cần liên lạc với bộ phận cảnh sát không? Tiêu Chính Văn trả lời, có thể nửa tiếng sau các người hãng liên lạc với chúng. Tôi lo cùng nhau hành động sẽ rút dây động rừng. Nếu như quy mô điều động của cảnh sát quá lớn, rất có khả năng sẽ khiến bọn chúng di chuyển địa điểm trước, nói cách khác là khiến đối phương giết luôn con tin. Nếu mình một thân một mình đi, thì có thể chế ngự đối phương trước, đến lúc đó cảnh sát điều động có thể một lưới tóm gọn bọn chúng. Mà trong nhà kho ở ngoại ô thành phố lúc này, hai tay hai chân của Khương Học Bác đều bị trói lên một cái ghế. Xuất hiện trước mặt ông ta quả nhiên là đối thủ cạnh tranh của ông ta, ông chủ của quán thịt nướng đối diện. Ông chủ này tên là Từ Nhị Cẩu, từ dưới quê đến lập nghiệp. Toàn thuê những nhân viên là người trong thôn của mình, ở địa phương cũng có thế lực không nhỏ.
Mấy ngày này nhìn thấy quán thịt nướng mới mở của Khương Học Bác làm ăn vô cùng thuận lợi, thậm chí cướp đi mối làm ăn, khiến bọn chúng vô cùng khó chịu. Hơn nữa, không biết gần đây xảy ra vấn đề ở đâu, luôn có khách khiếu nại thịt nướng của quán bọn chúng càng làm càng giả. Nói thịt nướng của quán bọn chúng không tươi, ăn vào có mùi kỳ lạ. Nhưng cũng đúng thật là như vậy, bởi vì thịt của quán Từ Nhị Cẩu không bán được, cho nên chỉ đành để trong tủ lạnh đến ngày hôm sau. Thịt để lâu chắc chắn là có mùi, có những miếng thịt thậm chí đã biến chất, nhưng để tiết kiệm vốn, bọn chúng vẫn để thẳng lên vỉ nướng, hơn nữa dùng lượng hương liệu lớn để che giấu mùi trong đó. Rất nhiều người ăn vào không cảm thấy có vấn đề, nhưng sau đó lại ở cả ngày trong nhà vệ sinh. Chính vì như thế, bọn chúng nhận được rất nhiều khiếu nại, kinh doanh trong quán cũng ngày càng tệ. Nhưng Từ Nhị Cẩu luôn cảm thấy là nguyên nhân của Khương Học Bác, chắc chắn là Khương Học Bác thuê người khiếu nại mình, làm tổn hại danh tiếng của quán mình, cố ý muốn phá bảng hiệu của mình. Thế là ông ta tập hợp đồng hương của mình, thương lượng kế hoạch đối phó Khương Học Bác. Mấy người bọn chúng đều là người không có học thức, lấy cớ đồ ăn có vấn đề, đến quán bên kia làm loạn một trận. Thấy Khương Học Bác vâng vâng dạ dạ, thậm chí chúng còn đòi cả 200.000 tệ. Sau khi trở về bọn chúng lo Khương Học Bác không đưa tiền, thậm chí có thế sẽ báo cảnh sát. Nghĩ đi nghĩ lại, thế là chúng lại đến bệnh viện bắt Khương Học Bác, còn để lại tờ giấy cảnh cáo Từ Phân, bảo bà ta đừng báo cảnh sát. Lúc này, Khương Học Bác đúng là đã chịu thiệt. Tôi nói rồi, trước nay tôi không có ác ý làm xấu danh tiếng của quán các anh, tôi cũng không cần dùng thủ đoạn này, Khương Học Bác nói với giọng yếu ớt. Người Thu Hà bọn mày đều xấu xa, đừng nghĩ tao không biết. Từ Nhị Cẩu một mực khẳng định là do Khương Học Bác làm. Hơn nữa người cũng đã bị bọn chúng bắt đi, bây giờ bọn chúng cũng không quan tâm quá nhiều. Tao nói là bọn mày làm thì chính là bọn mày làm. Lát nữa gọi điện cho vợ mày, bảo vợ mày chuẩn bị tiền, nếu không lấy được tiền, đừng trách bọn tao không khách sáo. Từ Nhị Cẩu vừa nói vừa bóp mặt Khương Học Bác, dùng bàn tay vỗ mạnh, để ông ta tỉnh táo nghe rõ lời nói của mình. Tôi biết rồi, bây giờ cho tôi một ly nước được không, giờ tôi vừa khát vừa đói, Khương Học Bác liếm môi. Ông ta gần như đã một ngày không ăn, cũng không uống nước rồi. Bọn tao bắt mày, là muốn đòi tiền mày, mày còn muốn xin ăn với bọn tao à? Từ Nhị Cẩu tát một bạt tai lên mặt Khương Học Bác, đánh đến nỗi mắt ông ta nổ đom đóm. Sau đó ông ta lại mang một ly nước đến, hất thẳng lên mặt Khương Học Bác. Không phải mày nói muốn uống nước sao? Vậy tao cho mày uống đủ. Từ Nhị Cẩu nói xong lại hất thêm một ly nước lên mặt Khương Học Bác. Một đồng hương bên cạnh nhanh trí nói, không phải ông ta khát sao, loại người như ông ta không đáng để chúng ta lãng phí nước, ông ta chỉ xứng uống nước tiểu. Đúng, không sai, chỉ xứng uống nước tiểu. Người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, lại bắt đầu cởi quần của mình. Khương Học Bác nhìn thấy đối phương muốn sỉ nhục mình, thở hổn hển mắng chửi, các người, nếu con rể tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Con rể của mày sao? Hừ, đừng nghĩ tao không biết, thằng con rể đó của mày là một thằng ở rể vô dụng, cái gì gọi là ở rể, mọi người biết không? Từ Nhị Cẩu nhìn sang đồng hương của mình rồi hỏi. Đó chính là kẻ hèn nhát, thằng đó chính là một kẻ hèn, nếu cậu ta thật sự dám ở trước mặt tao, một đấm của tao có thể đánh chết cậu ta. Người khác cũng bật cười theo, một người trong đó thẳng chân đá Khương Học Bác ngã xuống đất. Sau đó mấy người khác vây quanh Khương Học Bác cởi quần, đang định tiểu trên đầu ông ta. Đột nhiên cửa nhà kho mở toang, giọng Tiêu Chính Văn từ ngoài cửa truyền vào. Ai nói muốn đánh chết tôi bằng một nắm đấm vậy? Chương 767, càn quét. Khương Học Bác thấy Tiêu Chính Văn thật sự đã tới, liền cảm động lớn tiếng nói, con rể ngoan, cuối cùng con cũng tới rồi. Tiêu Chính Văn thấy Khương Học Bác nằm dưới đất thì biết ngay đám người này đã làm gì. Anh xắn tay áo lên, thong thả bước về phía Khương Học Bác. Những người khác thấy Tiêu Chính Văn gần đến nơi, không hề sợ hãi mà còn cầm vũ khí xông về phía Tiêu Chính Văn. Nghe nói cậu là con rể của bọn họ, ăn uống tại nhà bọn họ, không cảm thấy xấu hổ sao? Từ Nhị Cẩu nghe Khương Học Bác gọi tên của anh liền biết ngay người vừa tới này là ai. Loại ở rể như cậu là loại người mà thôn chúng tôi khinh thường nhất, loại đàn ông không có tiền đồ mới đi ở rể nhà người khác. Sau này đẻ con có đặt tên theo họ nhà vợ không? Dù sao cậu cũng chỉ là thằng hèn nhát,
đi theo cậu cũng chả có ích lợi gì. Ha ha ha, nghe nói vợ cậu cũng xinh đẹp, Khương Học Bác, có suy nghĩ đổi con rể không? Bọn chúng hoàn toàn không coi Tiêu Chính Văn ra gì, thậm chí còn nghĩ rằng Tiêu Chính Văn tới tìm cái chết. Thứ mà các người muốn tôi đã đem tới rồi. Sắc mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, chậm rãi bước tới. Nghe thấy Tiêu Chính Văn nói đưa đồ tới, bọn chúng lập tức phản ứng lại, hóa ra số tiền 200.000 tệ đã chuẩn bị xong rồi. Từ Nhị Cẩu cười nói, cậu đến để đưa tiền cho chúng tôi hả? Tiêu Chính Văn bước tới trước mặt Từ Nhị Cẩu, nở nụ cười ôn hòa. Các người không phải muốn chết sao? Tiêu Chính Văn phất tay, vô số những tờ tiền từ trong tay của anh bay ra ngoài. Thằng khốn này dám đưa bọn tao tiền âm phủ. Mẹ kiếp, cái đồ xui xẻo nhà mày, xem tao đánh chết mày như nào. Hôm nay mày đừng hòng bước ra khỏi cái nhà kho này. Những người khác thấy tiền âm phủ rơi lả tả khắp nơi cũng tức giận cầm vũ khí lao vào Tiêu Chính Văn. Từ Nhị Cẩu ở gần Tiêu Chính Văn nhất, ông ta cầm lấy gậy sắt đánh thẳng về phía đầu của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn giơ tay dễ dàng chế trụ được gậy sắt, tóm lấy tay của đối phương, cổ tay dùng sức cướp lấy gậy sắt. Đối phương không ngờ Tiêu Chính Văn lại khỏe như thế, gậy sắt trong tay ông ta như thể không nghe theo sự sai khiến. Tiêu Chính Văn vùng gậy sắt vừa cướp được lên đánh vào đầu của Từ Nhị Cẩu. Từ Nhị Cẩu thấy cây gậy sắt được giơ lên thì với tay muốn đoạt lại, nhưng không thể nào với tới tay của Tiêu Chính Văn, không có cách nào cướp lại được. Ngay sau đó Tiêu Chính Văn cầm gậy sắt đánh thẳng vào đầu của đối phương. Soảng! Âm thanh va chạm vang lên, Từ Nhị Cẩu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hai chân nhũn ra ngã lăn xuống đất. Những tên khác cúi đầu thì thấy đầu của Từ Nhị Cẩu bị lún vào một mảng lớn, sau đó bị sưng phồng lên rồi máu tươi theo đó không ngừng chảy ra, điều này đã chứng tỏ rằng Tiêu Chính Văn không hề nương tay chút nào. Bọn chúng lùi lại, bởi bọn chúng thấy Tiêu Chính Văn không phải kẻ vô dụng, mà là một người đàn ông ra tay cực kỳ độc ác. Tiêu Chính Văn vùng gậy sắt trong tay lên, máu tươi trên gậy sắt bắn tung tóe vào mắt những tên khác, khiến chúng không khỏi nhắm mắt lại. Chúng mới nhắm mắt, liền nghe thấy âm thanh sột soạt bên tai, khi mở mắt ra đã thấy gậy sắt ở ngay trước mắt, lướt nhanh qua mặt. Âm thanh va chạm không ngừng vang lên, Tiêu Chính Văn cầm trong tay gậy sắt như đánh bóng chày, đánh gục được 4-5 người một lúc. Những tên khác thấy Tiêu Chính Văn dũng mãnh như vậy liền nổi lên suy nghĩ muốn rút lui, vứt lại vũ khí giáo giác bỏ chạy. Nhưng Tiêu Chính Văn sao có thể để chúng chạy thoát, khi anh vừa bước vào nhà kho đã khóa cửa luôn rồi. Bọn chúng chạy tới cửa nhà kho mới phát hiện đường lui của chúng đã bị chặn lại. Làm thế nào bây giờ? Chúng ta chạy không thoát rồi. Hơn nữa tên Tiêu Chính Văn đó có thể tìm được tới đây, sợ là bọn chúng đã báo cảnh sát rồi, bây giờ thoát ra ngoài rất có khả năng toàn là cảnh sát. Tiêu rồi, chúng ta chắc chắn sẽ bị bắt vào nhà giam của cục cảnh sát. Bọn chúng hơi tuyệt vọng đứng trước cánh cửa. Vốn dĩ muốn bắt Khương Học Bác chỉ là suy nghĩ nhất thời. Bọn chúng muốn kiếm chút tiền rồi đi, cũng chưa từng nghĩ tới bản thân lại bị vướng vào rắc rối lớn như vậy. Tiêu Chính Văn thong thả tới bên cạnh Khương Học Bác, cởi dây trói trên người ông ta sau đó mới xem xét tình hình của bố vợ mình. Bố không sao chứ, Tiêu Chính Văn hỏi. Khương Học Bác tức giận chỉ tay mắng mỏ, bố không sao, ít nhất thì chưa chết. Tuyệt đối không được tha cho bọn chúng, những người này quá xấu xa. Yên tâm đi. Con nhất định sẽ không tha cho bọn chúng. Tiêu Chính Văn nghiêng đầu liếc mấy tên đang đứng trước cửa, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Mấy tên đó còn đang nghĩ cách. Bây giờ phải làm thế nào? Kẻ này quá mạnh, mười mấy anh em chúng ta đều bị đánh tan tác, giờ chỉ còn lại 5 người chúng ta, nên làm thế nào đây? Hết cách rồi, phải cá chết lưới rách với bọn chúng, anh em còn nhớ không? Năm xưa nhà kho này mới được xây dựng. Chúng ta dùng nó để chứa con mồi săn được, hay là nói, có người bỗng nhớ ra được điều gì, vẻ mặt khinh hoảng nói, anh muốn dùng vũ khí đó để tấn công người khác sao? Nếu bị tra ra được thì chúng ta coi như xong đấy. Đã là lúc nào rồi, còn lo bị điều tra ra. Bây giờ chỉ cần diệt khẩu hai người đó, rồi nhanh chóng rời khỏi đây, ẩn nấp trong thôn rồi lên núi, mới không bị bắt giam. Một trong số đó đưa ra lời khuyên. Đúng. Nếu bị tuần tra tra đến thì chúng ta có thể sẽ bị giam giữ cả đời. Năm tên này đang bàn bạc đột nhiên mắt lóe sáng, sau đó chạy đến năm hướng khác nhau. Trong nhà kho có đầy dãy các thùng hàng container,
bọn chúng cho rằng trốn vào trong thì Tiêu Chính Văn sẽ khó mà tìm ra được. Bởi Tiêu Chính Văn không biết bọn chúng đang làm gì, nên khi thấy bọn chúng vẫn chưa hết hy vọng thì biết ngay đối phương chắc chắn còn vũ khí tối ưu khác. Thế là anh cầm gậy sắt trong tay, bước tới vị trí mà năm tên đó biến mất. Rắc! Anh chợt nghe thấy tiếng động nhẹ, âm thanh này cực kỳ quen thuộc với anh, đây là tiếng súng lên nòng. Hay nói cách khác những tên này lại có súng, hơn nữa có vẻ không chỉ có một khẩu súng. Khi Tiêu Chính Văn vừa đi đến góc rẽ, một cây súng săn đã chĩa thẳng vào đầu anh. Mặc dù tao biết mày đánh rất giỏi, nhưng trò chơi đã kết thúc rồi, là mày đã ép tao đến mức độ này. Một tên trong số đó cầm khẩu súng săn đã cũ, mặc dù loại súng săn này có cự ly bắn không xa nhưng nếu bóp cò ở cự ly gần vẫn có thể dễ dàng bắn vỡ đầu người khác. Tạm biệt, dứt lời tên đó liền bóp cò. Trong khoảnh khắc đối phương bóp cò, Tiêu Chính Văn liền nghiêng đầu tránh nòng súng, đồng thời dùng gậy sắt trong tay đánh vào đầu đối phương. Bịch, leng keng, lại một gậy nữa đánh ngất một tên đó loạng choạng ngã lăn xuống đất, nhắm mắt lại. Súng dài như vậy mà đặt ở cự ly gần thế này thì coi như thua rồi. Sau khi đánh bại một tên khác, Tiêu Chính Văn nhặt khẩu súng săn dưới đất lên, sau đó lắp đạn vào. Đột nhiên sau lưng anh xuất hiện hơi thở nguy hiểm, đồng thời anh cũng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Chương 768, hành động chém vua. Gần như trong tích tắc, anh lập tức nằm xuống đất, viên đạn lướt qua đầu, làm nổ tung thùng hàng trước mặt anh. Tiêu Chính Văn quay người lại. Bắn xuyên qua đầu của kẻ tấn công đánh lén phía sau anh. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn thùng hàng bị nổ, bên trong có miếng thịt màu đỏ, nhìn kỹ thì đây đều là xác TT. Hóa ra không ít người trong đám này là kẻ săn trộm, chuyên dùng súng săn lên núi đi săn. Chẳng trách nhà kho này lại bí ẩn như vậy, còn có cả súng săn ở đây. Tốt nhất là các người bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi, bây giờ đầu hàng vẫn chưa muộn đâu. Tiêu Chính Văn thuyết phục bọn chúng. Thực ra lúc Tiêu Chính Văn nhắm mắt lại, anh đã cảm nhận được sự hiện diện của hai người kia. Còn có hai người ở gần anh và một người nữa không biết ở đâu. Hai người này thực sự rất căng thẳng, hô hấp dồn dập, Tiêu Chính Văn chỉ cần cẩn thận lắng nghe liền có thể nhận ra động tĩnh của họ. Tiêu Chính Văn nổ súng về phía thùng gỗ trước mặt, một bóng người ngã xuống. Hắn vốn muốn trốn sau chiếc thùng để tấn công Tiêu Chính Văn, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Chính Văn phát hiện ra. Giết chết bằng một phát súng. Một người khác trốn ở chỗ cao, ngắm về phía Tiêu Chính Văn rồi bóp cò. Bằng. Khoảnh khắc viên đạn bay ra, Tiêu Chính Văn nằm trên mặt đất xoay người, rồi nhìn về nơi phát ra tiếng súng. Đối phương thấy vị trí của mình đã bị lộ nên cầm súng chuẩn bị chạy ra chỗ khác, tiếp tục bắn. Tiêu Chính Văn không cần ngắm bắn, anh giơ khẩu súng lên, bắn một phát về phía kẻ đang chạy, trán của hắn nổ tung ngay lập tức. Cơ thể vẫn đang chạy về phía trước theo quán tính. Sau khi dễ dàng giải quyết tên thứ tư, anh liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau truyền tới. Nhưng tiếng bước chân này không chạy về phía anh, mà là chạy sâu hơn vào trong nhà kho. Lúc Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn thì đã thấy đối phương dí súng vào trán Khương Học Bác. Không được động đậy, mày tiến thêm bước nữa thử đi, tao sẽ lập tức bắn nát đầu bố vợ mày. Đối phương chĩa súng vào đầu Khương Học Bác, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Hắn vừa tận mắt chứng kiến đồng bọn của mình bị Tiêu Chính Văn hạ gục chỉ bằng một phát súng, bây giờ lại nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang đi về phía hắn, liền cảm giác giống như nhìn thấy con quỷ từ địa ngục đi tới. Hắn hoàn toàn không dám chống lại Tiêu Chính Văn, bây giờ hắn chỉ muốn sống tiếp trước mặt Tiêu Chính Văn. Con rể, mau cứu bố. Bố chưa muốn chết đâu. Khương Học Bác sợ đến mức sắp khóc. Ông ta chưa từng gặp phải chuyện này, cảnh súng đạn như vậy bình thường chỉ thấy trong phim thôi. Hầu hết người bình thường đều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, bây giờ nhìn thấy, ông ta đương nhiên bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc. Bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ bắn vỡ đầu ông ta. Tên kia vô cùng kích động, có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn liếc nhìn bố vợ của mình, đồng thời thả khẩu súng trong tay xuống đất. Thực ra anh hoàn toàn có thể xử lý đối phương trước khi hắn nổ súng, nhưng làm như vậy thì Khương Học Bác cũng có nguy cơ bị đối phương bắn. Anh đã trải qua nhiều lần sinh tử, sẽ không còn cảm thấy quá đau buồn khi ai đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là bây giờ người bị chĩa súng vào đầu là Khương Học Bác, bố của Khương Vi Nhan. Nếu Khương Học Bác chết, cô nhất định sẽ rất buồn,
anh không muốn nhìn thấy Khương Vi Nhan khóc. Vì vậy Tiêu Chính Văn chỉ có thể bỏ vũ khí xuống, để đối phương bình tĩnh lại. Nhìn thấy cảnh này, Khương Học Bác vô cùng cảm động, đồng thời cũng cảm thấy tự trách khi đã làm liên lụy đến Tiêu Chính Văn. Sau khi nhìn thấy khẩu súng trong tay Tiêu Chính Văn rơi xuống, trong lòng tên kia đã bình tĩnh hơn. Nếu mày đã nhìn thấy bí mật của bọn tao thì tao nhất định không thể để mày sống nữa. Tên kia chĩa súng vào Khương Học Bác, chuẩn bị bắn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang từng bước đi về phía hắn, vì vậy lập tức chĩa súng về phía Tiêu Chính Văn. Trong khoảnh khắc nòng súng rời khỏi Khương Học Bác, một con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn bay ra, đâm thẳng vào trán hắn. Đối phương thậm chí còn không có cơ hội nổ súng, ngã thẳng xuống đất. Máu chảy trên người Khương Học Bác, khiến Khương Học Bác sợ đến mức không dám cử động. Cái này. Khương Học Bác sợ hãi ngồi trên mặt đất, thái độ tàn nhẫn này, ra tay tàn nhẫn này. Giống như thần chết đang cầm liềm cắt lúa mì vậy, dễ dàng thu hoạch rất nhiều sinh mạng. Đây chính là vua Bắc Lương sao? Cậu ta thật đáng sợ. Khương Học Bác không ngừng hối hận về những điều ngu ngốc mà mình đã làm trước đây. Ngoài cửa vang lên tiếng còi cảnh sát, sau đó cánh cửa bị mở toang. Các đồng chí cảnh sát nhanh chóng chạy vào trong nhà kho, họ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những động vật chết trong thùng và cả đám từ nhị cẩu nằm trên mặt đất. Bọn họ vốn tưởng rằng đây chỉ là một vụ án bắt cóc bình thường, nhưng không ngờ lại có nhiều chuyện liên quan đến vậy. Từ nhị cẩu không chỉ bị tình nghi bắt cóc mà còn bị tình nghi săn bắt động vật hoang dã cần được bảo vệ, đồng thời còn sở hữu súng trái phép. Bọn họ còn phát hiện 5 thi thể, tất cả đều bị giết chỉ bằng một phát súng, tất cả đều chết trong tay Tiêu Chính Văn. Mà trên người Tiêu Chính Văn lại không có vết máu nào, nếu không phải Tiêu Chính Văn tự thú, thì bọn họ không dám tưởng tượng Tiêu Chính Văn có thể một mình xử lý hết đám người này như thế nào. Lúc Từ Phân chạy vào nhà kho, nhìn thấy Khương Học Bác bị đánh bầm dập mặt mũi, lập tức nói với vẻ thương xót. Ôi, trời ơi, bọn chúng đã làm gì anh vậy? Sao lại đánh anh thành bộ dạng này chứ? Mặc dù Từ Phân và Khương Học Bác thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhưng dù sao thì hai người bọn họ cũng là vợ chồng. Bây giờ nhìn thấy Khương Học Bác bị đánh thê thảm như vậy, đương nhiên cũng cảm thấy đau lòng. Khương Học Bác nói, cũng may là Chính Văn đến nhanh, nếu không cái mạng này của anh cũng không còn nữa. Nhắc đến Tiêu Chính Văn, anh đang bàn giao chuyện gì đó với cảnh sát. Sau khi nói xong, anh đưa Khương Học Bác và Từ Phân rời đi. Trên đường đi, Khương Học Bác do dự mấy lần, cuối cùng cũng không nhìn được nói, Chính Văn à, trước đây bố mẹ sai rồi, bố xin lỗi, mong là những chuyện trước đây sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ gia đình của chúng ta. Qua gương chiếu hậu, Tiêu Chính Văn nhìn thấy gương mặt lo lắng và buồn bã của Khương Học Bác và Từ Phân, liền mỉm cười nói, không sao đâu, bố mẹ, hai người là bố mẹ của Vi Nhan, con sẽ không tính toán với hai người đâu, chỉ cần cả nhà chúng ta sống tốt bên nhau là được. À, được được được. Khương Học Bác kích động lau nước mắt, Từ Phân thở dài, vỗ lưng Khương Học Bác, trừng mắt với ông ta. Không lâu sau, Khương Vi Nhan cũng trở về, nhìn thấy Khương Học Bác không sao, cô thở phào nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này, tại sân bay Giang Trung, một chiếc máy bay chuyên dụng hạ cánh. Cửa chiếc máy bay mở ra, Đồ Hưu mặc quân phục màu xanh lá, thân hình vạm vỡ, nửa gương mặt là hợp kim titan, bước xuống. Lúc này trên người tràn ngập sát khí, liếc nhìn hàng trăm tử sĩ mặc đồ đen đang quỳ trước mặt. Phía sau ông ta còn có 10 người mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm túc, các bộ phận khác nhau trên khuôn mặt đều được khảm bằng hợp kim titan, trông lạnh lùng và uy nghiêm lạ thường. 10 binh lính đã qua cải tạo mang theo hơi thở của chiến thần. Đồ Hưu đứng ở cửa khoang, quan sát tử sĩ đen nghịt quỳ phía dưới, vung tay hất áo choàng xanh quân đội lên, hét lớn, hành động. Vì vinh quang của mọi người, vì vinh quang của Hoa Quốc. Dù có chết thì cũng là hiến dâng. Hành động chém vua, bắt đầu. Chương 769, Thượng Bất Chính, Hạ Tắc Loạn. Hôm sau, trên bàn ăn, Khương Vi Nhan nói với Tiêu Chính Văn à, Diêu Linh em họ của em biết chúng ta đến Giang Trung rồi. Em ấy đòi đến, nói là muốn theo em học mở công ty. Bây giờ em ấy là nghiên cứu sinh nên muốn chuyển đến trường ở Giang Trung, có thể phiền anh giới thiệu một trường đại học ở Giang Trung không? Nhìn bộ dạng trề môi đáng yêu của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn cười dịu dàng đáp, được, không thành vấn đề, lát nữa anh cho người sắp xếp. Vậy cảm ơn chồng nhé. Khương Vi Nhan cười nói,
áp sát người qua, hôn lên mặt Tiêu Chính Văn một cái. Sau đó cô đứng dậy, thay giày cao gót, đi thẳng ra khỏi cửa, em đến công ty trước đây. Tiêu Chính Văn ừ một tiếng, đứng ở cửa nhìn Khương Vi Nhan rời khỏi nhà. Không bao lâu, Từ Phân và Khương Học Bác cũng tỉnh dậy, bọn họ nói mấy câu với Tiêu Chính Văn rồi cũng đến quán thịt nướng, xử lý chuyện quán bị đập phá hôm trước. Còn Khương Thần, từ sau khi đến Giang Trung thì rất ít khi nhìn thấy bóng dáng của cậu ta. Nghe Từ Phân bảo rằng, tên nhóc này cả ngày lăn lộn cùng với đám con nhà giàu ở Giang Trung, cũng không biết là đang làm gì. Sau khi ăn bữa sáng xong, Tiêu Chính Văn đưa Nana đến nhà trẻ ở Giang Trung, rồi lấy điện thoại ra, gọi điện cho Diêu Linh. Bên kia điện thoại, Diêu Linh tỏ ra rất kích động, gọi một cách ngọt ngào, anh à, sao thế, nhớ em rồi à? Tiêu Chính Văn nghe vậy thì đau đầu, nói anh là anh rể của em, sau này nói chuyện tránh kiểu mờ ám đó đi. Chị họ của em có nói, em muốn đến Giang Trung học, nghĩ ra được trường nào chưa? Ôi anh rể à, anh chẳng hiểu tình cảm gì hết. Diêu Linh càu nhau một câu. Bên kia điện thoại, Tiêu Chính Văn nói thẳng, em không nói thì anh cúp đây. Lần này Diêu Linh cuống hết cả lên, vội nói, được rồi, anh rể, em không chọc anh nữa. Vốn dĩ em muốn học ở trường Đại học Sư phạm Giang Trung, nhưng nghe người ta nói, không khí học tập ở đó quá tệ, cho nên bây giờ em muốn đến Đại học Giang Trung, không biết liệu có được không? Diêu Linh đưa ra yêu cầu, cũng là có ý đồ riêng. Bởi vì môi trường của Đại học Giang Trung tốt hơn Đại học Sư phạm Giang Trung, hơn nữa nghe nói Đại học Giang Trung này có rất nhiều người giàu. Diêu Linh cũng muốn tiếp xúc nhiều với những người này, coi như mở rộng mối quan hệ của mình. Vậy lát nữa anh đưa em đi hỏi thử nhé, bây giờ em ở đâu? Tiêu Chính Văn mang theo ý nghĩ giúp người giúp đến cùng, dự định đưa Diêu Linh cùng đến Đại học Giang Trung. Diêu Linh vội nói, em vừa đến bến xe Giang Trung, anh đến đón em đi. Được, lát nữa anh đến, Tiêu Chính Văn nói, sau đó cúp máy. Khoảng nửa tiếng sau, Tiêu Chính Văn đón Diêu Linh ở bến xe. Hôm nay Diêu Linh ăn mặc vô cùng gợi cảm, hơn nữa lại không mất đi tinh thần phấn chấn của sinh viên. Đầm đen hở lưng, phối với giày cao gót màu đỏ, đội mũ che nắng và kính râm, nếu không để ý còn cho rằng là ngôi sao nổi tiếng nào đó. Anh rể, em đây. Sau khi Diêu Linh nhìn thấy Tiêu Chính Văn liền chạy nhào tới, ôm lấy Tiêu Chính Văn, mặt tươi cười rạng rỡ. Mặt Tiêu Chính Văn cứng đờ, hai tay bỏ trong túi quần, vội ra hiệu cô ta buông ra, được rồi, chúng ta đi thôi. Diêu Linh nhún vai, chui vào xe của Tiêu Chính Văn. Anh rể này, sao anh lái chiếc xe bình thường thế, lên xe Diêu Linh bĩu môi, dường như rất không thích chiếc xe mấy trăm nghìn tệ này. Tiêu Chính Văn trả lời một câu, mượn của người ta đấy. Nói xong anh khởi động xe, hai người chạy thẳng đến Đại học Giang Trung. Trước đó anh đã bảo người hẹn trước với hiệu trưởng Đại học Giang Trung, hy vọng có thể nói chuyện với hiệu trưởng. Đây là trường đại học đạt chuẩn quốc gia, cũng là trường có môi trường tốt nhất địa phương. Không chỉ là có danh tiếng, mà lực lượng giảng viên cũng rất nổi danh. Đến trường đại học, môi trường rộng lớn cùng với trật tự nghiêm cẩn, có thể nhìn ra ở đây quả thật có không khí học tập cực tốt. Tiêu Chính Văn lái xe thẳng đến chỗ tòa dạy học của trường, sau đó đến chỗ giáo vụ. Một vị giáo viên gặp mặt Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, bây giờ hiệu trưởng đang họp, có lẽ anh phải đợi một chút. Giáo viên đó cười nói. Không sao, tôi ngồi đây đợi. Mặc dù Tiêu Chính Văn giữ nụ cười, nhưng lúc ngồi xuống, ánh mắt đã lóe lên chút bất mãn. Trước đó anh đã hẹn trước với hiệu trưởng gặp nhau vào giờ này, thế nhưng hiệu trưởng lại cho anh leo cây. Như vậy có thể thấy, hiệu trưởng không để tâm đến anh lắm, xem ra cũng không coi anh ra gì, nói cách khác là cố ý ra oai phủ đầu với anh. Diêu Linh cũng cảm nhận được bầu không khí hơi khác thường, thế là đứng bên cạnh đợi. Đợi gần 2 tiếng, cho đến khi giáo viên đón tiếp nhận điện thoại thì mới đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Hiệu trưởng đã xong việc rồi, bây giờ tôi đưa anh lên nhé. Giáo viên kia nói xong mới dẫn Tiêu Chính Văn cùng lên lầu. Đến văn phòng hiệu trưởng, trước mặt là một hiệu trưởng già có râu bạc. Trước đó Tiêu Chính Văn đã tìm hiểu về hiệu trưởng này, thế là bước lên nói, hiệu trưởng Kim, chào ông. Cậu Tiêu, chúng tôi đã tìm hiểu tình hình của cậu. Người này chính là sinh viên cậu giới thiệu đúng không? Tôi đã xem tài liệu của sinh viên rồi. Hiệu trưởng Kim cười ha ha, cả quá trình ánh mắt đều quan sát Tiêu Chính Văn.
Vậy ý hiệu trưởng Kim thế nào? Tiêu Chính Văn hỏi. Nói thật thì bây giờ đã qua thời gian nhập học, hơn nữa chúng tôi có quy định tương ứng với việc tuyển sinh, không thể tùy tiện tuyển sinh viên được. Mặc dù không phải không thể phá lệ, nhưng trước đó tôi đã xem tài liệu của bạn sinh viên này, trước đây hình như bạn sinh viên này là sinh viên của Đại học Sư phạm Hán Châu. Tuy thành tích đã đạt yêu cầu, nhưng học phí trường chúng tôi không thấp. Hiệu trưởng Kim xoa tay, hình như đang lo lắng vấn đề học phí. Về mặt học phí thì không cần lo lắng, chỉ cần ông đồng ý nhập học, tôi nhất định sẽ đóng đủ học phí, Tiêu Chính Văn bảo đảm. Nhưng chi tiêu khác của trường chúng tôi cũng rất đắt, không chỉ là học phí cần dùng đến tiền, sau này còn phải tổ chức rất nhiều hoạt động cũng là chỗ cần dùng tiền. Tôi đã xem tài liệu của bạn sinh viên này, hình như em ấy không có bao nhiêu tiền, không có kinh tế căn bản, tôi rất nghi ngờ liệu em ấy có thể chống đỡ được đến tốt nghiệp hay không. Vừa nãy hiệu trưởng Kim quan sát Tiêu Chính Văn, là muốn xem cách ăn mặc của anh. Thế nhưng điều khiến ông ta thất vọng là Tiêu Chính Văn quả thật quá bình thường. Không có chút năng lực kinh tế cũng muốn xếp lớp, đây chẳng phải là trò cười sao? Cũng chính là nói chỉ cần có tiền, thì có thể đến trường các người học đúng không? Tiêu Chính Văn đã nghe ra ý của ông ta, anh hỏi mang tính thăm dò. Gần như là vậy, nếu thật sự muốn đến trường chúng tôi học, có thể cậu cần tài trợ trường chúng tôi 100.000 tệ, như vậy thì cậu chính là bạn của trường chúng tôi, vì bạn mà phá lệ một lần thì hoàn toàn không có vấn đề. Trên gương mặt hiệu trưởng Kim nở nụ cười đều. 100.000 tệ này tôi có thể thoải mái bỏ ra, nhưng nếu tôi đưa số tiền này cho ông, vậy thì biến chất rồi. Trường là nơi giáo dục con người, chứ không phải nơi dùng để cầu tài cầu lợi nào đó, ông là hiệu trưởng trường đại học, tuyển sinh lại không suy nghĩ đến năng lực của sinh viên, mà lại xem trọng hoàn cảnh gia đình sinh viên. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, rõ ràng bộ giáo dục cấm đoán hành vi này, mà các người cũng dám quang minh chính đại nói ra. Tiêu Chính Văn hơi tức giận, hiệu trưởng này lại muốn nhận phong bì, vậy giáo viên ở đây chẳng phải càng nghiêm trọng hơn sao? Nhưng hiệu trưởng Kim cũng không sợ, buông lỏng tay nói một cách ung dung, có bản lĩnh thì cậu nói với bộ giáo dục đi, nếu làm như vậy thì sinh viên này cũng không cần đến trường chúng tôi học nữa. Chương 770, chấn động bộ giáo dục. Giang Trung Tiêu Chính Văn im lặng không nói gì. Cậu Tiêu, không muốn bỏ chút tiền ra mà lại muốn chúng tôi phá lệ, cậu cũng thật thà quá rồi đấy. Phần lớn sinh viên muốn tới đây nhập học đều trải qua kỳ thi tuyển sinh và phải làm các thủ tục nhập học chính quy. Đột nhiên cậu đưa một cô gái tới đây mà không bỏ chút tiền ngỏ ý với nhà trường thì những người khác sẽ không phục đâu. Hiệu trưởng Kim đẩy gọng kính của mình. Lúc này, ông ta không giống một hiệu trưởng mà càng giống một doanh nhân khôn khéo hơn. Các ông có thể sắp xếp cho cô ấy một buổi thi tuyển sinh mà không cần phải dùng phương thức tiền bạc để nhập học mà. Các ông kiêu căng như vậy không sợ bộ giáo dục điều tra sao? Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Ha, cậu cứ việc mời bộ trưởng bộ giáo dục tới, còn không có việc gì thì cậu đừng có lấy bộ giáo dục ra để đe dọa tôi. Tôi nói cho cậu biết, cậu đe dọa tôi cũng vô ích thôi. Hiệu trưởng Kim vẫn tỏ vẻ không quan tâm vì đã từng có rất nhiều người nhắc đến bộ giáo dục để đe dọa ông ta. Nếu đã như vậy, thì tôi đành phải gọi điện bảo bộ trưởng bộ giáo dục tới thôi. Sắc mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, gọi thẳng tới số của Ôn Bất Lâm. Điều tra bên bộ giáo dục của Giang Trung, chuyện hiệu trưởng Kim của Đại học Giang Trung ăn hối lộ tham ô tại sao không có ai quan tâm. Sau khi Ôn Bất Lâm nhận điện thoại của Tiêu Chính Văn lập tức gọi cho những người khác. Những người khác cũng vội vã thông báo sự việc này tới Bộ Giáo dục của Giang Trung. Đầu tiên là cả Bộ Giáo dục bị kinh hãi một phen, còn tưởng rằng cấp trên cho người xuống điều tra hiệu suất làm việc của bọn họ, nên đã nhanh chóng mở cuộc điều tra với hiệu trưởng Kim. Sau đó bọn họ mới phát hiện việc này không hề đơn giản như vậy, chắc chắn là hiệu trưởng Kim đã đắc tội với ai đó, nên mới chuốc lấy tai họa này. Chỉ trong chốc lát mà cả Bộ Giáo dục đã loạn hết lên. Mau đi dò hỏi, xem hiệu trưởng Kim rốt cuộc đã đắc tội ai, cái người ngu ngốc này chẳng lẽ không biết mình đã đắc tội nhân vật lớn nào sao? Chuyện này không đùa được đâu, nếu đối phương truy cứu đến cùng thì chúng ta không thoát khỏi liên quan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến thành thế này? Tiêu Chính Văn mới bỏ điện thoại xuống chưa đầy 10 phút mà hiệu trưởng Kim vẫn đang hùng hồn thao thao bất tuyệt, thậm chí còn châm biếm Tiêu Chính Văn không có năng lực. Nói thật với cậu, tôi có người quen trong bộ giáo dục,
hơn nữa vị trí của người đó cũng không hề thấp. Chỉ cần có ông ấy vẫn còn giữ chức vụ trong bộ giáo dục thì tôi tuyệt đối sẽ không nhún nhường đâu. Mà ban nãy cậu còn nói năng kiêu ngạo, còn muốn đe dọa tôi. Tôi đều ghi nhớ hết, chỉ cần một ngày tôi còn ở đây thì em họ cậu vĩnh viễn đừng hòng nhập học. Hiệu trưởng Kim ỷ vào bản thân nắm quyền mà tỏ ra đắc ý tự cao. Không chỉ Đại học Giang Trung, mà tất cả đại học trên địa phận Giang Trung của chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận yêu cầu của cậu. Chỉ cần tôi nói với bọn họ thì cô gái bên cạnh cậu sẽ phải cảm thấy tiếc nuối khi bị các trường khác từ chối nhập học. Bởi Đại học Giang Trung của chúng tôi là trường đại học tốt nhất trong khu vực, là tấm gương cho các trường đại học khác. Chỉ cần chúng tôi nói một chữ, không, bọn họ sẽ không bao giờ chống lại mệnh lệnh của chúng tôi. Hiệu trưởng Kim càng nói càng hả hê, bởi ông ta thấy được sự hoảng sợ trên vẻ mặt của Diêu Linh. Điều này chứng tỏ Tiêu Chính Văn không có năng lực ngăn cản ông ta, cuộc điện thoại vừa rồi hoàn toàn là ra vẻ mà thôi. Mặc dù Tiêu Chính Văn không bày tỏ thái độ gì, chỉ nở nụ cười nghiền ngẫm. Tuy nhiên hiệu trưởng Kim lại tự cho là anh đang giả vờ, cảm thấy Tiêu Chính Văn không tự tin, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế nên mới giả vờ bình tĩnh. Rất lâu sau Tiêu Chính Văn mới mở miệng nói, cho nên ý của hiệu trưởng Kim là chỉ cần tôi sẵn lòng bỏ ra 100.000 tệ, ông sẽ để Diêu Linh nhập học sao? Hiệu trưởng Kim cười nói, giờ cậu có bỏ 100.000 tệ thì tôi cũng chưa chắc sẽ cho bạn sinh viên này nhập học, đã quá muộn rồi. Đương nhiên nếu cậu tăng số tiền này lên 500.000 tệ thì tôi có thể suy nghĩ lại. Hiệu trưởng Kim cố tình tăng thêm độ khó, vì ông ta cảm thấy Tiêu Chính Văn không bỏ ra nổi 100.000 tệ, thì 500.000 càng không có mà bỏ ra. Ông ta vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nếu điện thoại của người khác ông ta sẽ cúp ngay, vì bây giờ ông ta đang có mối làm ăn trị giá 500.000 tệ nên những việc khác ông ta không có hứng thú. Nhưng khi ông ta thấy cuộc gọi này là của Bộ Giáo dục gọi tới, ông ta hoảng hốt nghe điện thoại. Rốt cuộc ông đã làm gì? Đắc tội với ai? Bây giờ cả Bộ Giáo dục đều đang điều tra ông có biết không hả? Đầu bên kia điện thoại là giọng nói gào thét của Phó Bộ trưởng, cực kỳ giận dữ. Hiệu trưởng Kim có thể kiêu căng như vậy tất cả là nhờ có Phó Bộ trưởng Bộ Giáo dục bao che, do đó ông ta không sợ ai tố cáo ông ta với Bộ Giáo dục. Phó Bộ trưởng bên kia là bạn học cũ của ông ta, chỉ cần đánh tiếng là Phó Bộ trưởng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiệu trưởng Kim không biết chuyện gì đã xảy ra, cẩn thận dè dặt hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì à? Ông còn hỏi tôi còn muốn đi hỏi ông đây này. Cấp trên đột nhiên yêu cầu muốn chúng tôi điều tra chuyện tham ô nhận hối lộ của ông cho ra lẽ đấy. Bây giờ chúng tôi đã thu thập được không ít bằng chứng. Mấy ngày nữa ông có thể cút khỏi trường học được rồi. Nghe xong câu nói của Phó Bộ trưởng, Hiệu trưởng Kim sợ tới mức mắt trợn tròn. Chuyện này, tôi chỉ là... Lúc Hiệu trưởng Kim phản ứng lại thì thấy Tiêu Chính Văn trước mặt nở nụ cười, ông ta lập tức hiểu rõ ai đã đưa ra yêu cầu điều tra hành vi của ông ta. Đột nhiên tim ông ta đập thình thịch. Ông ta biết rõ người đàn ông trước mắt này tuyệt đối là nhân vật lớn. Chỉ một câu nói mà khiến cả Bộ Giáo dục loạn hết cả lên, chỉ một câu nói có thể hạ bệ ông ta. Chẳng trách cậu ta có thể thoải mái bỏ ra 100.000 tệ, xem ra đối phương không bận tâm tới tiền mà bận tâm tới thái độ ban nãy của ông ta. Nghĩ tới đây, Hiệu trưởng Kim liền bỏ điện thoại xuống, bày ra bộ dạng nịnh bợ. Cậu Tiêu, không đúng, nên gọi cậu là ông chủ Tiêu, thật là ngại quá. Lúc nãy không biết thân phận cao quý của cậu nên tôi đã sơ suất, bây giờ tôi xin lỗi cậu. Giờ tôi lập tức viết một lá thư đồng ý, sau đó xếp lớp cho em gái cậu. Hiệu trưởng Kim vội vàng bày tỏ thái độ nịnh nọt, bàn tay run rẩy lấy ra một lá đơn. Tay ông ta run rẩy không viết nổi một chữ, trên đầu đã chảy nhiều giọt mồ hôi lạnh. Diêu Linh hơi nghi ngờ chứng kiến mọi chuyện, rõ ràng vị hiệu trưởng Kim này vừa nãy còn cực kỳ hống hách trước mặt Tiêu Chính Văn. Tại sao sau khi nghe xong điện thoại lại như biến thành một người khác, cứ vâng vâng dạ dạ. Hiệu trưởng Kim nhìn có vẻ như không tự nguyện viết, với vẻ mặt như gặp quỷ của ông ta có bảo ông ta bị người khác cầm súng chĩa vào đầu bắt viết cũng không hề khoa trương chút nào. Vị hiệu trưởng Kim đó cắn răng viết xong lá thư đồng ý, ký tên đóng dấu, rồi đưa cho Tiêu Chính Văn bằng hai tay. Sớm như vậy thì có phải tốt hơn không? Ông nghĩ rằng giờ chỉ có mỗi lá thư đồng ý liệu có giải quyết được chuyện này không? Tiêu Chính Văn cầm lấy thư đồng ý, liếc một cái rồi đặt nó lên bàn.
Chương 771, học chiêu thức mới. Vậy cậu Tiêu, cậu muốn phải thế nào? Trong giọng của hiệu trưởng Kim còn có ý cầu xin, ông ta lau mồ hôi trên trán, nhưng chốc sau trán lại đầm đìa mồ hôi lạnh. Tiêu Chính Văn nói theo giọng điệu của ông ta, quơ qua quơ lại thư đồng ý trong tay nói, nếu vừa rồi ông đồng ý cho em gái của tôi nhập học thì lúc này cũng chỉ dừng ở đây. Đáng tiếc, ông không chỉ muốn hối lộ mà còn đe dọa chúng tôi. Hành vi này của các ông quả thật là khinh thường người khác quá đáng, biến trường học thành nơi bất lương. Thảo nào gần đây tin tức cứ đưa tin có hiện tượng quan liêu trong trường học, một vài sinh viên chỉ vì được làm trong hội học sinh mà bắt nạt và chèn ép các bạn học khác, xem ra là học từ các ông. Cuối cùng, Tiêu Chính Văn đập mạnh lên bàn, đứng dậy hỏi, hiệu trưởng Kim, tôi chỉ tố giác lên trên mà ông đã chặn luôn đường học của sinh viên rồi, ông đúng là lớn lối nhỉ. Trường học là nơi giáo dục con người, sau này những sinh viên này bước ra xã hội, sẽ cống hiến, đóng góp cho đất nước. Chứ không phải là học thói quan liêu trong trường rồi ra ngoài xã hội bắt nạt người dân. Tiêu Chính Văn nói những lời này xong thì xé thư đồng ý ra thành từng mảnh. Thật xin lỗi, bây giờ tôi không cần tờ giấy này nữa, lát nữa sẽ có hiệu trưởng mới đến đây, lúc đó ông ta sẽ làm thủ tục nhập học cho em gái tôi. Còn ông đến Bộ Giáo dục để suy xét lại hành vi của mình đi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người định dẫn Diêu Linh rời đi. Lúc nãy Ôn Bất Lâm gửi tin nhắn cho anh nói đã thu xếp xong mọi chuyện, chỉ cần Diêu Linh về nhà đợi mấy hôm nữa có thông báo là có thể giải quyết. Anh đã thu xếp xong, anh đưa em đến khách sạn nhé. Tiêu Chính Văn khẽ nói. Diêu Linh bên cạnh lại ngờ vực nhìn anh, cẩn thận hỏi, anh rể, rốt cuộc anh làm gì thế? Trước đây em nghe chị họ nói anh là lính xuất ngũ, sau đó mới nhận ra anh không đơn giản như vậy. Bây giờ có vẻ như anh thật sự không đơn giản. Tiêu Chính Văn khẽ cười giải thích, không có gì, anh quen với vài người bạn ở Giang Trung, vừa lúc người đó đang làm việc ở Bộ Giáo dục, chỉ vậy thôi. Được rồi, anh đưa em về. Nói xong Tiêu Chính Văn khởi động xe lái ra khỏi trường Đại học Giang Trung. Sau khi về đến biệt thự Ôn Bất Lâm tặng, Tiêu Chính Văn lấy mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục lấy được từ nhà họ Viên ra nghiên cứu nội dung bên trong. Anh phát hiện ba mảnh giấy cũ này đa phần ghi chép lại công pháp và võ thuật đã thất truyền từ lâu. Nhưng hình như Viên Thiên Kiệt không hiểu mấy cái này lắm. Tiêu Chính Văn nghiêm túc đọc, phát hiện ra những cách đánh của chiêu thức Hàng Long Phục Hổ được ghi lại bên trong rất hợp với anh. Trong chiêu thức Hàng Long Phục Hổ có giải thích về sức lực cơ bắp. Nguyên lý của nó là quyền pháp đặc biệt để phát huy sức mạnh từ cơ bắp một cách hoàn hảo, làm mọi nắm đấm của mình có sức nặng hơn bình thường. Trong đó cũng có các phương pháp điều tiết hơi thở, lúc đánh quyền và thay đổi chiêu thức thì sẽ có các cách điều tiết hơi thở khác nhau. Đây chính là khí công cứng, là để bản thân trở nên mạnh hơn, trở nên có sức bùng nổ hơn thông qua khí trong cơ thể. Khi một người siết chặt bàn tay, y tá tiêm thuốc thậm chí đầu kim tiêm không thể đâm vào da. Đó là vì sức lực của cơ bắp làm vẻ ngoài của mình trở nên chắc và mạnh hơn, còn có thể đạt đến cảnh giới dao súng không thể bắn xuyên qua mình. Trong võ đạo, tùy theo thực lực mà cảnh giới võ thuật tu luyện được chia thành, gia đồng, xương sắt, võ sư, đại sư, tông sư. Đạt đến gia đồng cũng chỉ mới là cảnh giới sơ cấp, đa phần mọi người dừng ở bước này chỉ có thể làm vài màn biểu diễn xiếc trên đường thôi. Thật ra mấy màn biểu diễn giao súng không thể xuyên qua da thịt được hoặc là giáo đâm vào họng gì đó không có khả năng thực chiến. Vì chắc chắn họ phải vận khí cho tốt, một khi đánh nhau với người khác, khi họ chưa kịp vận khí thì có thể sẽ bị đối phương đánh một đòn là thua. Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý khi đọc các giải thích trong đó. Phân loại cảnh giới trong võ đạo này đa phần gần giống với phân loại thực lực trong quân đội. Gia đồng cũng là thực lực của binh lính bình thường. Xương sắt thì đã đạt đến thực lực binh vương của quân đội, võ sư cũng là cao thủ cấp quân vương, đại sư là cường giả chiến thần, tông sư là cường giả cấp chủ soái chỉ huy chiến khu. Hơn nữa trong võ đạo, còn phân mỗi cảnh giới lớn ra thành sơ cấp, trung cấp, hậu cấp và đỉnh cao, tương ứng với 4 cấp bậc của chiến lực các cảnh giới trong quân đội. Còn cảnh giới tông sư lại không phân cấp nhiều lắm, hay nói cách khác là trong võ đạo, tông sư quá ít, họ không thể phân chia thực lực của tông sư. Chương 772, hiến thân cho anh rể. Cách giải thích trong mảnh giấy cũ này khá đúng, ngay cả Tiêu Chính Văn trong lúc tiếp nhận quyền Hàng Long Phục Hổ được ghi chép trong đó cũng không nhịn được làm theo đối phương tiến hành vận khí trong trạng thái ra đòn. Đọc gần nửa tiếng,
Tiêu Chính Văn nhắm mắt lại ghi nhớ, sau đó ngồi xếp bằng ôn lại những kiến thức vừa mới học, những cú đấm, cú đá chân, từng chiêu thức đều được ghi nhớ vào đầu. Quyền phục hổ kim cương. Sau đó anh bỗng mở mắt ra dồn hết sự chú ý vào nắm đấm, lúc này cơ bắp cả người đều co xiết lại, hô hấp cũng được giải phóng ra ngoài. Ầm, một cú đấm nặng nề đánh thẳng vào bức tường trước mặt. Sức mạnh của đòn này thế mà lại để lại một lỗ lớn trên bức tường. Trong biệt thự có mấy người thợ sửa chữa, lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, họ run rẩy vì khiếp sợ. Xung quanh bức tường bị Tiêu Chính Văn đánh thành một cái lỗ lớn đó như mạng nhện dần dần nứt ra. Ầm, bức tường bỗng đổ xuống để lộ ra Tiêu Chính Văn đứng sau bức tường. Lúc này họ mới biết hóa ra đòn đó là do Tiêu Chính Văn. Một đòn của Tiêu Chính Văn không chỉ đánh xuyên qua tường mà thậm chí còn làm đổ cả bức tường. Mẹ ơi, anh ta còn là người sao? Đây là gấu chứ, không phải chúng ta đến để trang trí sửa chữa sao? Sao anh ta lại đập tường rồi? Những người thợ đến giúp trang trí sửa chữa đều há hốc mồm, lúc này Tiêu Chính Văn mới gượng cười nói với họ, xin lỗi nhé, làm mọi người sợ rồi, vừa rồi tôi thấy bức tường này không ổn lắm nên mới đập nó đi, mọi người cứ tiếp tục. Tiêu Chính Văn cười xua tay với họ, sau đó thu nắm đấm của mình lại. Lúc này anh thầm cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ mình mới học công pháp này chưa đến một tiếng mà đã có thể phát huy uy lực mạnh như vậy rồi. Càng đáng sợ hơn là còn có thể đánh vào tường khi không chạm vào nó. Đây chính là uy lực của võ thuật được ghi lại trong mảnh giấy cũ sao. Khoảnh khắc ra quyền lúc nãy, Tiêu Chính Văn cảm thấy không khí trước cú đấm của mình bị đè ép để tạo nên sức công kích cực lớn. Không ngờ sức công kích lại lớn như vậy. Theo ghi chép của ba mảnh giấy cũ này, ngoài việc thường xuyên tập luyện, tăng sức lực cơ bắp trong cơ thể ra, thì cần phải ngâm cơ thể trong một lượng lớn thuốc. Như vậy mới có thể rèn luyện sự dẻo dai của da. Sự dẻo dai này không chỉ có thể tăng thêm khả năng tấn công của bản thân, mà còn có thể làm cho cơ thể mình thích ứng nhanh với quyền pháp. Xem ra mình phải dành thời gian để luyện tập với bộ quyền pháp này. Nếu có thể học được hết các kiến thức liên quan thì quả thật có thể tiến bộ rất nhanh. Vì Ôn Bất Lâm mời một đội trang trí sửa chữa có tiếng nên tốc độ làm việc và hiệu suất của họ rất nhanh. Mới 2-3 tiếng đã hoàn thành công việc sửa chữa và trang trí. Nhìn căn nhà đã được trang trí xong, Tiêu Chính Văn bèn quay lại khách sạn định đưa Diêu Linh về ở cùng, đây là ý của Khương Vi Nhan. Đi vào khách sạn, Tiêu Chính Văn gõ cửa nhưng không có ai trả lời, nên anh bèn đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong, anh đã thấy Diêu Linh mặc bộ đồ ngủ màu đen, sắc mặt hơi đỏ chậm rãi bước đến trước mặt mình. Anh rể. Diêu Linh gọi anh bằng chất giọng ngọt ngào. Chậm rãi bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Tóc Diêu Linh vẫn còn vài giọt nước ẩm ướt có lẽ là vừa tắm xong, trên người còn tỏa ra hương thơm sữa tắm. Lúc nãy em nhận được điện thoại, tuần sau có thể làm thủ tục nhập học. Anh đối xử quá tốt với em không biết nên cảm ơn anh thế nào, thật ra từ rất lâu trước đây, em đã thầm thích anh. Dứt lời, dường như Diêu Linh đưa ra quyết định, cô ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Chính Văn, đồng thời cởi từng cúc áo ngủ của mình. Mặc dù cô ta biết Tiêu Chính Văn chỉ xem mình là em gái, nhưng cô ta biết hiến thân cho người đàn ông này sẽ không thiệt. Thật xin lỗi, anh đã có vợ rồi, hơn nữa cô ấy còn là chị họ em, thế nên anh không thể chấp nhận tình ý của em được. Tiêu Chính Văn thẳng thừng từ chối, sau đó xoay người rời đi. Con bé này điên rồi sao? Em biết, em sẽ không hối hận, em chỉ muốn hiến dâng mình cho anh mà thôi, không cần anh chịu trách nhiệm gì đâu. Diêu Linh nhìn Tiêu Chính Văn rời đi bèn vội vã bước đến ôm Tiêu Chính Văn từ phía sau. Cơ thể mềm mại, nóng hừng hực cứ dính chặt vào sau lưng Tiêu Chính Văn. Chương 773, xông vào tập đoàn Vi Nhan. Tiêu Chính Văn sửng sốt, Diêu Linh sau lưng cứ ôm chặt lấy anh rể, đừng đi, ở lại bên em được không? Dường như không hề do dự, Tiêu Chính Văn xoay người, đẩy thẳng Diêu Linh ra, sắc mặt vô cùng khó coi, anh nói, Diêu Linh. Em điên rồi, anh và em không thể nào. Trong lòng anh chỉ có Vi Nhan, không chứa được cô gái nào khác. Em nghỉ ngơi cẩn thận, anh về trước đây. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người bước thẳng ra khỏi phòng, sau đó nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Trong phòng, Diêu Linh ngẩn ngơ tại chỗ, trong ánh mắt lóe lên vẻ buồn bã. Nhưng bỗng chốc cô ta liền thở dài, nói anh rể. Em nhất định sẽ có được anh. Một lần thất bại. Với em mà nói thì chẳng là gì cả. Em không tin,
dựa vào sắc đẹp của em mà không thể khiến anh thích. Đồng thời Diêu Linh thấy hơi áy náy với Khương Vi Nhan. Nhưng cô ta không kiềm chế được tình yêu mình dành cho Tiêu Chính Văn. Cô ta chưa từng yêu đương, cho nên bây giờ hoàn toàn chìm trong bể tình. Nhất là chuyện hôm nay ở trường, khiến cô ta càng không thể che giấu sự yêu mến và sùng bái dành cho Tiêu Chính Văn. Bên này, sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi khách sạn trở về biệt thự, đúng lúc Khương Vi Nhan cũng trở về, nhìn sắc mặt cao có của Tiêu Chính Văn, cô hỏi chồng sao thế, sắc mặt kém như vậy. Đúng rồi, Diêu Linh đâu? Sao không về cùng với anh? Tiêu Chính Văn cười, nói, ồ, cô ấy nói mấy ngày này ở lại khách sạn trước. Thế à, vậy được thôi, lát nữa em liên lạc với em ấy sau. Con nhóc chết tiệt này, ở khách sạn làm sao thoải mái bằng ở nhà được chứ? Khương Vi Nhan cào nhau một câu. Cô không hề để ý, lựa chọn này có lẽ sẽ mang đến mối nguy cơ cho cuộc hôn nhân của mình. Tiêu Chính Văn nhướng mày, muốn nói gì đó cuối cùng vẫn không nói. Hôm sau, Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan đến công ty, đồng thời nán lại ở đó một lúc. Trong văn phòng tổng giám đốc, Khương Vi Nhan đang vùi đầu xử lý chuyện của công ty, Tiêu Chính Văn ngồi trên sofa, vắt chéo chân uống trà, cầm mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục để nghiên cứu nội dung bị thiếu. Cũng vào lúc này, Tô Tĩnh trợ lý tổng giám đốc cầm tài liệu đi vào văn phòng với vẻ mặt sốt ruột, nói với Khương Vi Nhan, sếp Khương, dưới lầu có người đến náo loạn, cứ muốn gặp cô. Khương Vi Nhan ngẩng đầu lên hơi ngạc nhiên, hỏi, hôm nay không có khách hàng hẹn trước nhỉ? Tô Tĩnh nói tiếp, không phải khách hàng, bọn họ dẫn không ít người đến, chắc là đến phá rối. Nghe câu này, chân mày lá liễu của Khương Vi Nhan nhíu lại, nhìn sang Tiêu Chính Văn đang ngồi trên sofa, nói, chồng này, nhờ anh đấy, ra ngoài giải quyết giúp em đi. Tiêu Chính Văn cũng nhún vai, đứng dậy mỉm cười, được, anh ra ngoài xem sao. Đám người này đúng là quá gan dạ, vậy mà lại dám đến chỗ này phá rối. Bọn họ dẫn theo rất nhiều người, lên giọng muốn chúng ta cút khỏi Giang Trung, lúc Tô Tĩnh nói câu này, trên gương mặt còn nở nụ cười bất lực. Dẫu sao Tiêu Chính Văn có thực lực và thân phận gì, Tô Tĩnh cũng đã biết chút ít. Có anh ở đây căn bản sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Tiêu Chính Văn xua tay, nói trước tiên cứ bảo vệ cổng và vệ sĩ lôi bọn họ ra ngoài, không cần quan tâm đến đám hề thích nhảy nhót này. Cây to thì đón gió lớn, tập đoàn Vi Nhan của bọn họ vừa thành lập gần đây, dựa vào năng lực thương nghiệp xuất sắc của Khương Vi Nhan và Ôn Bất Lâm âm thầm giúp sức, quả thật đã có được không ít khách hàng ở Giang Trung, cũng đã đạt được nền móng khá vững. Thậm chí, bây giờ giới doanh nghiệp ở Giang Trung đều đang lan truyền về tập đoàn Vi Nhan. Những nhân vật lớn này đều rất tò mò tập đoàn Vi Nhan vừa mới thành lập làm thế nào có chỗ đứng ở Giang Trung nhanh như vậy. Mặc dù tổng giám đốc là nữ, nhưng có tin đồn, sau lưng tập đoàn Vi Nhan này có một ông chủ lớn lai lịch không bình thường. Đương nhiên tốc độ phát triển như vậy, chắc hẳn cũng dẫn đến sự ghen tức và đố kỵ của người cùng ngành ở Giang Trung. Lúc này, ngoài cửa tập đoàn Vi Nhan đã xuất hiện rất nhiều nhà báo, cũng có không ít người vây xem đang dùng điện thoại và các loại thiết bị để quay phim, muốn quay video đăng lên mạng. Một ông chủ mặc vest đen dáng người cao lớn, dẫn theo một đám vệ sĩ khí thế hùng hổ phía sau đến dưới lầu tập đoàn Vi Nhan, sau lưng còn có mấy chiếc xe buýt màu đen đi theo, trên xe còn có không ít người. Ông chủ này là tổng giám đốc Lý Bá Thiên của công ty Bá Thiên ở Giang Trung. Hôm nay ông ta đến là vì tập đoàn Vi Nhan đã cướp đi mấy mối kinh doanh lớn của mình, giá trị mấy chục triệu tệ. Ông ta quả thật không thể nhịn được nữa, mới dẫn người của mình đến đây gây chuyện. Người đến hóng hớt rất đông, bọn họ cũng muốn biết tổng giám đốc của tập đoàn Vi Nhan sẽ đáp lại thế nào, suy cho cùng ông chủ phía sau của tập đoàn Vi Nhan vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa tập đoàn Vi Nhan và công ty Bá Thiên đều là công ty y dược quy mô lớn. Lý Bá Thiên ngồi ở cổng lớn tiếng mắng chửi, lẽ nào tổng giám đốc của các người là rùa rụt cổ à? Vậy mà ngay cả ra cổng cũng không dám sao? Nếu còn không ra, tôi sẽ dẫn người xông vào, phá nát công ty của các người. Vừa dứt lời, mấy trăm quân nhân đồng loạt chạy ra, vô số binh lính Bắc Lương đang huấn luyện nhanh chóng tập kết ở cổng lớn. Bọn họ đứng nghiêm tại chỗ, đứng trước mặt Lý Bá Thiên vô cùng thẳng tắp, giống như từng chuôi dao thép, sắc mặt nghiêm túc, biểu cảm nghiêm trang, trên người đều mang theo sát khí như có như không. Từ đội ngũ tập kết này lập tức có thể nhìn ra được sự khác biệt một trời một vực của đội ngũ hai bên.
Lý Bá Thiên vừa nãy còn nói năng ngang ngược, muốn dẫn người đập nát tập đoàn Vi Nhan, bây giờ nhìn thấy đội quân chạy ra từ tập đoàn Vi Nhan thì kinh ngạc đến mức ngay cả xì gà trong miệng cũng rơi xuống. Đám người này không nói một câu, không mang theo bất kỳ vũ khí gì, chỉ đứng tại chỗ nhìn Lý Bá Thiên chằm chằm cũng đã khiến Lý Bá Thiên cảm thấy hơi nghẹt thở. Đỉnh núi sừng sững cao vút đứng trước mặt ông ta giống như Thái Sơn, khiến ông ta cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Mẹ kiếp! Chuyện quái quỷ gì đây? Tập đoàn Vi Nhan lại có binh lính làm công việc bảo vệ an ninh sao? Lý Bá Thiên hoa cả mắt. Đám nhà báo và người dân vây xem cũng ngơ ngác. Lúc này Tô Tĩnh đi trên giày cao gót, dáng người lắc lư, bước ra từ trong công ty, cười híp mắt nói, tổng giám đốc của chúng tôi nói không tiện ra gặp khách, xin mọi người về cho, nếu mọi người không định đi, vậy tôi chỉ đành cho người mời các người ra ngoài. Lý Bá Thiên cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, bây giờ ông chủ của đối phương không ra mặt, chỉ phái một đám binh lính ra đứng trước mặt mà đã khiến ông ta thấy sợ hãi. Nhưng hôm nay ông ta mời nhiều nhà báo đến như vậy, nếu ngay cả mặt của ông chủ tập đoàn Vi Nhan cũng không nhìn thấy được đã phải bỏ về thì chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Nghĩ đến đây Lý Bá Thiên cắn răng, hét lớn, đùa cái gì chứ, cậu ta không ra đây thì bọn tôi xông vào. Mọi người cùng xông lên cho tôi. Sau tiếng ra lệnh của Lý Bá Thiên, vệ sĩ bên cạnh cùng vệ sĩ trên xe nhanh chóng xông vào tập đoàn Vi Nhan. Chương 774, vua Bắc Lương cũng chỉ có thế thôi. Lúc này, binh lính Bắc Lương lập tức hành động, bọn họ nghênh đón đám vệ sĩ của Lý Bá Thiên, tình thế gần như đang nghiêng về một phía, khiến đội vệ sĩ của Lý Bá Thiên nhanh chóng bị đánh tan tác. Đây đều là lính dự bị Bắc Lương, mà đội quân dự bị này ít khi phải tham gia chiến tranh nên sát khí trên người cũng chỉ là do đã đổ máu luyện tập nhiều năm. Nhưng mỗi ngày tất cả bọn họ đều luyện tập, dùng phương pháp luyện tập chính thống của quân Bắc Lương, không chỉ phải luyện tập với cường độ cao mà còn tập các tư thế công kích và một chiêu chí mạng. Cơ thể được rèn luyện qua muôn vàn thử thách như vậy, thì sao đám vệ sĩ tép diêu kia có thể để so sánh được? Tình thế đánh thắng dễ như trở bàn tay này không ngừng mở rộng, tất cả những tên vệ sĩ của tập đoàn Bá Thiên nhanh chóng bị ngã lăn xuống đất, bị văng ra khỏi công ty cách đó 50 mét. Lý Bá Thiên kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mặt, đợi ông ta lấy lại tinh thần thì đã bại trận hoàn toàn. Những binh lính Bắc Lương không mảy may bị thương, đứng sừng sững trước mặt Lý Bá Thiên. Bây giờ, thân phận của bọn họ là bảo vệ của tập đoàn Vi Nhan. Nhưng trong mắt người ngoài thì đội ngũ này chẳng khác gì những người đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Tô Tĩnh mỉm cười rạng rỡ bước đến nói, nếu không có việc gì thì mời ông chủ Lý quay về trước đi. Được, không thành vấn đề. Lý Bá Thiên nuốt nước bọt, sau đó mặt mày u ám rời khỏi tập đoàn Vi Nhan. Lý Bá Thiên vừa đi khuất thì có một phóng viên cầm micro tới phỏng vấn. Tôi muốn hỏi một chút, sao các ông lại có gan tới tập đoàn Vi Nhan gây sự vậy? Ông có nghĩ chuyện hôm nay sẽ phát sinh theo hướng này không? Phí thuốc men chữa trị ông sẽ chịu trách nhiệm chứ? Nghe nói có rất nhiều người bị thương. Lý Bá Thiên từ chối trả lời loại câu hỏi như thế này, sắc mặt ông ta hết sức u ám, bước vào trong xe, bảo tài xế lái xe rời khỏi nơi này thật nhanh. Chuyện ngày hôm nay quá mất mặt, có lẽ các trang báo ngày hôm sau đều sẽ đăng bài, vậy thì danh tiếng của tập đoàn Bá Thiên sẽ chịu tổn thất là điều không tránh khỏi. Giờ ông ta rất hối hận, những tên phóng viên này còn do đích thân ông ta gọi tới. Ngày hôm sau, các trang báo đăng nhiều bài viết về chuyện này, rất nhiều khách hàng đọc xong tin tức liền nhao nhao lựa chọn hợp tác với tập đoàn Vi Nhan. Chỉ trong thời gian ngắn, tập đoàn Vi Nhan đã nhận được rất nhiều hợp đồng hợp tác, ngược lại những bên hợp tác làm ăn với tập đoàn Bá Thiên đều hủy bỏ hợp đồng giữa chừng, bởi vì quá mất mặt. Trong khi Lý Bá Thiên đang bất lực thì trợ lý gõ cửa tiến vào. Ông chủ, vừa nãy có người tới tìm ông, trợ lý nói. Không phải tôi đã nói là giờ tôi không gặp ai sao? Lý Bá Thiên cực kỳ buồn bực, bây giờ toàn là phóng viên tới tìm ông ta. Nhưng, ông ta nói có thể giúp ông một tay, giúp ông xả hận, trợ lý nói. Lý Bá Thiên lập tức lấy lại tinh thần, được, mau dẫn người đó vào đây. Trợ lý vội vàng cho gọi đối phương vào phòng làm việc, người tới là một người đàn ông lực lưỡng mặc bộ vest sang trọng. Trên tay người đàn ông đó đeo 6-7 chiếc nhẫn sáng lấp lánh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền cực lớn, vừa nhìn là biết đây là người có tiền, thậm chí còn giàu hơn cả Lý Bá Thiên. Điều này khiến Lý Bá Thiên hơi kinh ngạc, lập tức bảo trợ lý pha trà cho ông ta.
Tên tôi là Watson, là một võ sĩ quyền Anh tới từ Mỹ quốc. Watson vung tay đập mạnh lên mặt bàn. Trên mặt bàn bằng đá lập tức xuất hiện vết rạn nứt hình nắm đấm sau đó vỡ vụn ra thành từng mảnh. Thấy sức mạnh khủng bố như vậy, Lý Bá Thiên kinh ngạc đến mức không khép được miệng, hỏi, không biết ông Watson tìm tôi có chuyện gì? Bây giờ tôi muốn giao dịch với ông chủ Lý. Watson nói tiếng Hoa Quốc không được sõi lắm, nên lời nói không được liền mạch nhưng mỗi câu lại cực kỳ khí thế, bá đạo. Theo tôi được biết thì ông chủ sau lưng tập đoàn Vi Nhan là một kẻ rất có thực lực. Tôi hy vọng ông có thể hẹn hắn ta ra, đến lúc đó tôi sẽ đích thân ra tay đánh bại hắn, đồng thời tự tay giết hắn. Watson bẻ ngón tay, âm thanh răng rắc liên tiếp vang lên. Gửi thư mời hoặc khiêu chiến, hoặc tôi mượn danh nghĩa công ty của ông xông thẳng vào công ty bọn họ đánh người của bọn họ. Watson cười nhạt nói. Giờ ông ta hoàn toàn có đủ khả năng để tấn công tập đoàn Vi Nhan, lôi Tiêu Chính Văn ra đánh một trận. Nhưng ông ta sợ sức mạnh của ông ta phô trương quá Tiêu Chính Văn lại không dám ra ứng chiến. Ông ta cần Lý Bá Thiên mời giới truyền thông và báo chí lần nữa, muốn Tiêu Chính Văn bị ông ta đánh bại trước mặt công chúng, phá hủy tập đoàn Vi Nhan trong lòng bàn tay. Lý Bá Thiên hơi nhíu mày hỏi, ông Watson, không phải tôi không tin ông, chỉ là ông có thù hằn gì với ông chủ sau lưng tập đoàn Vi Nhan sao? Ha ha, thù hằn. Bởi vì hắn mà anh trai Michael của tôi bị quân đội Hoa Quốc bắt giữ. Cho nên tôi phải đích thân tới Hoa Quốc, nghe ngóng tin tức về hắn, cuối cùng tôi cũng tìm được hắn đang ở Giang Trung, hơn nữa còn mở một công ty. Watson lạnh lùng nói, ánh mắt bừng lửa giận. Nếu không tại thằng khốn đó, thì anh trai Michael của ông ta cũng không bị quân đội Hoa Quốc bắt giam. Lý Bá Thiên đã hiểu ý của ông ta, không khỏi cười phá lên. Tôi biết rồi. Hóa ra chúng ta có cùng kẻ thù. Tôi nói cho ông biết, tôi có một cách rất hay có thể bắt hắn ra mặt, bây giờ ông chỉ cần xông vào tập đoàn Vi Nhan đánh từng người một, sau đó để lại lá thư khiêu chiến, bọn chúng nhất định sẽ tới, Lý Bá Thiên nói. Vậy sao, đối phương sẽ không bị dọa mà chạy mất chứ, Watson hỏi. Ông ta cực kỳ tự tin với thực lực của mình. Ông ta là cường giả cấp chiến thần. Hắn sẽ xuất hiện. Nếu không thì công ty của hắn sẽ bị lật đổ. Chúng ta có thể lựa chọn lúc các ông chủ khác đến tham quan tập đoàn Vi Nhan để ra tay, Lý Bá Thiên nói. Gần đây có rất nhiều ông chủ của các công ty lớn tới tập đoàn Vi Nhan muốn ký hợp đồng. Nếu Watson xông vào đúng lúc ấy, đánh ông chủ của đối phương, thì chuyện này nhất định sẽ dấy lên nhiều lời dị nghị. Những người khác sẽ cảm thấy ngay cả khách hàng của mình cũng không bảo vệ được thì tập đoàn Vi Nhan cũng chỉ vậy mà thôi. Watson cảm thấy rất có lý, hai người bắt tay hợp tác. Ngày thứ hai, Watson tới tập đoàn Vi Nhan, ông ta lực lưỡng như một con gấu lớn. Lúc này, giám đốc của tập đoàn Hán Dược Giang Trung và nhân viên quản lý cấp cao đang được Tô Tĩnh dẫn đi tham quan tập đoàn Vi Nhan. Vừa mới bước vào cửa, đã thấy Watson đứng cạnh quầy lễ tân. Vị này, không phải là võ sĩ quyền Anh cao cấp tới từ Mễ Quốc sao? Nghe nói ông ta đã giành quán quân 3 năm liền, thực lực cực kỳ mạnh. Sao ông ta lại tới đây nhỉ? Người này sẽ không tới làm bảo vệ cho tập đoàn Vi Nhan chứ? Nếu như vậy thì thực lực của tập đoàn Vi Nhan cũng lớn quá. Có những người vừa nhìn đã nhận ra thân phận của Watson, thấy thân hình lực lưỡng của Watson, họ cảm thấy có cảm giác cực kỳ an toàn. Tô Tĩnh liếc nhìn Watson, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Cô ấy phát giác trong mắt của Watson có ý đối địch. Không, ông ta không phải nhân viên của công ty chúng tôi. Tô Tĩnh hoảng sợ nói. Ngay sau đó, Watson đột nhiên xông tới chỗ Tô Tĩnh đang đứng. Một nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy tới đẩy Tô Tĩnh ra, sau đó Watson hùng hổ tấn công giám đốc của tập đoàn Hán Dược sau lưng Tô Tĩnh. Vị giám đốc đó bị bay ngược về sau, miệng nôn ra máu, trước ngực xuất hiện một vết lõm lớn. Watson cũng không quan tâm đối phương là ai, liên tiếp tung ra cú đấm không ngừng tấn công những người đang vây quanh lại ông ta. Mỗi một cú đấm mang toàn bộ sức mạnh, người bị hứng chọn nắm đấm của ông ta thì không có cách nào đứng dậy nổi. Cho dù binh lính dự bị Bắc Lương cũng bị ngã lăn xuống đất. Rất nhiều bảo vệ của tập đoàn Vi Nhan xông tới, cầm theo lá chắn chống bạo động và gậy sắt bao vây Watson, gậy sắt nhắm chuẩn vào cổ Watson nhưng không có cách nào khống chế được ông ta. Watson đứng trước mặt bọn họ, như một con dã thú điên cuồng dùng sức tấn công vào lá chắn chống bạo động, thậm chí còn đánh vỡ nát cả lá chắn đó.
Những bảo vệ cầm theo lá chắn chống bạo động đều bị cú đấm của ông ta đấm bay ra xa. Cảnh tượng hết sức thê thảm. Mười mấy phút sau, gần như tất cả bảo vệ của tập đoàn Vi Nhan đều bị ngã lăn xuống đất. Watson lạnh lùng quét mắt nhìn đám người, vứt lại một lá thư khiêu chiến, nói, một lũ vô dụng. Binh lính Bắc Lương cũng chỉ thế mà thôi. Xem ra những lời nhận xét bên ngoài về thống soái của các người toàn là giả tạo. Chương 775, đồng ý khiêu chiến. Nói xong câu này, Watson nghênh ngang rời khỏi công ty. Mấy binh lính bỏ dậy, còn muốn đuổi theo. Đừng đuổi nữa, đưa người bị thương đến bệnh viện trước, một sĩ quan ra lệnh, người khác lập tức bắt đầu hành động. Khi Tiêu Chính Văn chạy đến hiện trường, sĩ quan kia liền đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, đứng cúi chào với tư thế quân đội. Sĩ quan này là lính giải ngũ của Bắc Lương, đồng thời cũng là một trong những sĩ quan Bắc Lương, tên là Hàn Lập. Lần này đối phương đánh tới, bên phía chúng ta có tổng cộng 76 người bị thương, trong đó 65 người thương nặng, tất cả người của tập đoàn Hán Dược cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng đều đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Lập hiểu bây giờ Tiêu Chính Văn rất muốn biết rõ sự tình nên nhanh chóng tiến hành báo cáo. Tổn thất của tập đoàn Hán Dược, chúng ta buộc phải bồi thường gấp mấy lần, còn có đội viên bị thương khác buộc phải sắp xếp chữa trị tốt cho bọn họ. Tra rõ lai lịch của đối phương, tuyệt đối không thể tha cho chúng, Tiêu Chính Văn siết chặt nắm đấm. Trước nay không ai dám gây chuyện như vậy ở địa bàn của anh, cho dù là sứ giả nước ngoài, cũng không dám dở thói ngang ngược trên địa bàn của anh. Vậy mà giờ một tay đấm nước ngoài lại dám xông vào công ty của anh ra tay với nhân viên của anh. Với tính khí nóng nảy và tính cách bảo vệ cấp dưới của Tiêu Chính Văn, dù có nói gì cũng không thể nhẫn nhịn được. Hàn Lập đưa một bức thư khiêu chiến cho Tiêu Chính Văn. Trên thư khiêu chiến Lý Bá Thiên viết hy vọng Tiêu Chính Văn cho thể tham gia đấu võ với vệ sĩ của mình một trận. Đồng ý khiêu chiến của bọn họ, tôi đến bệnh viện xem trước. Tiêu Chính Văn không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, đồng thời anh đến bệnh viện thăm người bị thương ngay tức khắc. Sau khi đến bệnh viện, anh nhìn thấy toàn bộ bảo vệ của tập đoàn Vi Nhan đều nằm trên giường bệnh, trên người có đủ kiểu vết thương. Anh nhận ra vết thương trên người họ là vết thương do cú đấm xuyên thấu đặc biệt gây ra. Tiêu Chính Văn hỏi thăm từng người bọn họ, cuối cùng đi đến trước mặt Tô Tĩnh. Mặc dù Tô Tĩnh chỉ bị thương nhẹ, nhưng trên gương mặt có nhiều vết chảy xước. Hơn nữa hai mắt đỏ ửng hình như vừa mới khóc. Sau khi an ủi mấy câu, Tiêu Chính Văn liền rời khỏi bệnh viện. Khoảnh khắc đó, sát khí ngập trời tỏa ra từ trên người anh. Tiêu Chính Văn vào trong xe, tài xế bên cạnh chính là sĩ quan Hàn Lập. Lái xe, tôi phải đi gặp Lý Bá Thiên, tính sổ cho đàng hoàng. Nửa đêm Tiêu Chính Văn đến dưới lầu tập đoàn Bá Thiên, Lý Bá Thiên mỉm cười mời Tiêu Chính Văn đến văn phòng của mình. Watson đang ở đâu? Sao ông ta ra đây? Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí đi vào, dứt khoát muốn dò hỏi hành tung của Watson. Ha ha ha, thì ra cậu chính là ông chủ của tập đoàn Vi Nhan, gặp mặt cậu thật khó khăn. Lý Bá Thiên nhìn dáng vẻ này của Tiêu Chính Văn, trái lại còn bật cười. Trước đó tôi dẫn người đến dưới lầu tập đoàn của các cậu, nhưng các cậu lại không chịu gặp tôi, bây giờ tôi cho người quậy một trận, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi. Lý Bá Thiên hít một hơi xì gà thật sâu, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Tiêu Chính Văn đi đến trước mặt ông ta, nắm lấy cổ áo và xách người ông ta lên, sau đó ném nửa người ông ta ra ngoài cửa sổ. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, có gì thì thương lượng, kẻ đánh người của cậu cũng không phải tôi, cho dù là cậu giết tôi cũng vô dụng thôi. Lúc đó, Lý Bá Thiên sợ hãi không nhìn được hét lên, ông ta cúi đầu thì có thể nhìn thấy lầu cao vạn trượng bên dưới. Xe cộ chạy tới chạy lui, cùng với làn gió nhẹ thổi lất phất không ngừng, điều này khiến ông ta ý thức được, người đàn ông trước mắt không hề sợ mình. Giao Watson ra đây, nếu không bây giờ tôi sẽ giết chết ông, Tiêu Chính Văn lạnh lùng cảnh cáo. Watson, tôi cũng không biết ông ta ở đâu, Lý Bá Thiên bật khóc. Tiêu Chính Văn buông tay ra, cơ thể Lý Bá Thiên ngã xuống từ bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên cơ thể ông ta dừng ở không trung. Tiêu Chính Văn nắm chân ông ta, cơ thể của ông ta treo lơ lửng ở bên ngoài tòa nhà công ty. Cầu xin cậu đừng giết tôi. Tôi nói hết tất cả, xin cậu đừng giết tôi. Lý Bá Thiên thốt lên tiếng thét thảm thiết thê lương. Tôi hỏi ông lại lần nữa, rốt cuộc Watson đang ở đâu?
Bây giờ chỉ cần Tiêu Chính Văn buông tay thì Lý Bá Thiên sẽ rơi xuống từ tầng cao hơn 100 mét của công ty, hóa thành một đống thịt nát. Tôi thật sự không biết, ông ta không nói với tôi là đang ở đâu, tôi cũng không phải người cùng đường với ông ta, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Bây giờ Lý Bá Thiên không dám nói câu nào ngang ngược nữa, ông ta đã bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Mục tiêu của ông ta là cậu, chỉ cần cậu lên võ đài, thì nhất định ông ta sẽ xuất hiện, mục đích của ông ta là muốn đánh chết cậu, đánh bại cậu, khiến cậu thân bại danh liệt. Sau khi Tiêu Chính Văn nghe ra ông ta không nói dối thì nhấc chân ông ta kéo ông ta lên, rồi ném xuống đất. Lúc này Lý Bá Thiên đã bị dọa toàn thân tê liệt, ông ta ngã phịch dưới đất, giữa chân có chất lỏng màu vàng chảy ra. Lý Bá Thiên thở không ra hơi, nói ông ta đã định trước địa điểm ở sân vận động, nói rằng phải sống chết với cậu một trận. Được, tôi đồng ý lời khiêu chiến của ông ta. Sau khi Tiêu Chính Văn để lại câu này liền dẫn người rời khỏi tập đoàn Bá Thiên. Đồng ý khiêu chiến. Lý Bá Thiên chưa hoàn hồn nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn, không bao lâu lại bật cười lần nữa. Cậu đúng là không sợ chết, vậy mà lại khiêu chiến với quyền vương, Lý Bá Thiên lắc đầu cười lớn. Chương 776, Đồ Hưu bắt đầu hành động. Hôm sau, Lý Bá Thiên lại liên lạc với nhà báo truyền thông tiến hành đưa tin. Thoáng chốc đã có tin tức quyền vương Mễ Quốc và ông chủ phía sau của tập đoàn Vi Nhan cùng xuất hiện ở tiêu đề. Đám người Giang Trung đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì không ai ngờ được ông chủ sau lưng tập đoàn Vi Nhan lại ra sân quyết đấu với quyền vương. Ông chủ phía sau của tập đoàn Vi Nhan này chắc không phải điên rồi chứ, tại sao lại đồng ý kiểu khiêu chiến kỳ lạ này? Đối phương là quyền vương của Mễ Quốc, nghe nói từng giành được quán quân toàn quốc mấy năm liền. Hơn nữa còn đánh chết người trên sàn đấu, từ vóc dáng thì có thể nhìn ra chênh lệch giữa hai người này, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Tôi nói nè, ông chủ phía sau tập đoàn Vi Nhan thua chắc rồi, nếu Watson thua thì chứng minh Watson này đã nhận tiền. Thậm chí có nhiều người ăn nói bậy bạ, hai người này chính là một phe, cố ý phối hợp với nhau lên võ đài đánh một trận, thu hút làn sóng nổi tiếng cho công ty. Trước đây cũng có một đại gia. Để thỏa mãn giấc mộng võ hiệp của mình, quay phim điện ảnh cố ý mời nhiều ngôi sao võ thuật và các cao thủ trợ uy cho mình trong phim điện ảnh. Đại gia đó đánh ngôi sao nổi tiếng và diễn viên võ thuật một lượt chỉ với cơ thể người bình thường, để thỏa mãn ước mơ của mình. Cho nên, bây giờ xuất hiện quyết đấu của Tiêu Chính Văn và Watson, cũng có người suy đoán đây chẳng qua chỉ là một màn kịch mà thôi. Dù sao, Watson cũng là ngôi sao lớn quốc tế. Hơn nữa Tiêu Chính Văn cũng là ông chủ lớn phía sau tập đoàn Vi Nhan, thân phận của hai người đều không bình thường, do đó rất nhiều người đều thấy hứng thú. Đương nhiên tin tức này cũng đã truyền đến tai Khương Vi Nhan, cô cũng cảm thấy khó tin. Bởi vì nhìn từ trên poster, Watson cường tráng như con gấu lớn, mặc dù cô biết Tiêu Chính Văn giỏi đánh nhau, nhưng cũng không cảm thấy Tiêu Chính Văn có thể đánh bại quyền vương. Anh thật sự phải đánh nhau với Watson này sao? Khương Vi Nhan lo lắng hỏi. Không sai, anh buộc phải đi, Tiêu Chính Văn nói. Vậy anh phải bảo đảm với em, nhất định phải trở về an toàn. Nhất định, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi chồng chiến thắng trở về là được, Tiêu Chính Văn nở nụ cười mỉm với cô. Lúc này từ phân bước đến nói, rốt cuộc con có chuyện gì nghĩ không thông mà lại đánh nhau với người khác. Phải biết là nếu con xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cả nhà chúng ta phải làm sao? Mẹ, yên tâm đi. Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Con nhất định sẽ trở về an toàn, có những chuyện buộc phải do con tự tay giải quyết. Sau khi Tiêu Chính Văn trả lời một câu thì đi đến sân vận động. Lúc này trong sân vận động đã đông nghịt các nhà báo, Watson cũng đã đến từ sớm. Ông ta mặc bộ đồ thể thao và bên ngoài khoác áo khoác giải thưởng ông ta từng giành được, phía sau áo khoác viết hai chữ quyền vương to lớn, trông vô cùng khí thế. Watson ôm hai người đẹp tuyệt trần hai bên, tiếp nhận phỏng vấn của đám nhà báo. Quả thật tôi rất thích đất nước này, có vẻ như các cô gái ở đây rất thích cường giả, tôi vừa đến thì đã quen được hai cô bạn gái, bọn họ đều nói bằng lòng theo tôi về nước. Bên phía chúng tôi chỉ cần là có thực lực, cho dù là lấy năm cô vợ cũng không ai quản, cho nên không cần lo lắng vấn đề nhiều người. Watson cười hả hê trước ống kính. Trước đó tôi có chút ân oán với ông chủ của tập đoàn Vi Nhan, nên hôm nay định giải quyết trên võ đài, có điều mọi người yên tâm đi, hắn không chống đỡ nổi một hiệp đâu. Tin chắc mọi người cũng đã nghe danh hiệu của tôi,
tôi được người ta gọi là dã thú, chính vì tôi có sức bộc phát giống như dã thú, chỉ cần Tiêu Chính Văn bị tôi đánh trúng một quyền, thì trận thi đấu này đã phân ra thắng bại rồi. Những lời nói hung hăng này được nhà báo ghi âm lại. Nhà báo bên kia lại đưa micro nói với Tiêu Chính Văn, có rất nhiều người cho rằng anh làm như vậy là tự sát, anh thấy thế nào? Tiêu Chính Văn nhận lấy micro, trả lời một câu lạnh lùng, hôm nay, Watson buộc phải chết. Cùng lúc này, một đám tử sĩ trang bị đầy đủ vũ trang, mặc đồng phục chiến đấu màu đen, mai phục gần biệt thự mà Khương Vi Nhan đang ở. Trên người bọn họ đằng đằng sát khí, tràn ngập trong phạm vi 1 km. Sau đó, một bóng người mặc chiến bào quân đội màu xanh, dáng người cao lớn lạ thường, toàn thân tràn ngập vẻ lạnh lùng ngút trời, bước ra từ phía sau đám tử sĩ. Người đó chính là Đồ Hưu. Đôi mắt ông ta toát ra ngọn lửa giận ngút trời. Nhất là lớp kim loại hợp kim titan trên nửa khuôn mặt, khiến ông ta trông vô cùng đáng sợ. Đồng thời phía sau ông ta có 10 người đàn ông mặc chiếc phục dài màu đen đang đứng, đều là chiến sĩ cải tạo do con người sửa đổi bộ phận cơ thể, thực lực đã đạt đến cảnh giới chiến thần cấp thiên 4 sao. Lúc này, ý muốn chiến đấu và sát khí tàn phá khắp nơi của 10 bóng dáng này cuốn sạch phạm vi 5 km, khiến tất cả mọi người cảm thấy bất an. Lúc này sắc mặt Đồ Hưu u ám nhìn sang biệt thự đèn đuốc sáng choang kia, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy, vung tay lên, giận dữ nói với giọng điệu lạnh lùng, vào lục soát cho tôi. Thấy người thì giết, nhưng mấy người kia thì cần người sống. Chương 777, cú đấm chết người. Bên phía Tiêu Chính Văn, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Mặc dù anh đã nói những lời tàn nhẫn như vậy nhưng nhiều người vẫn nghĩ anh đang nói khoác, dù sao khoảng cách chênh lệch giữa hai người quá lớn. Watson cao gần 2 mét, còn Tiêu Chính Văn thì chỉ 1m85. Hơn nữa có nhiều người từng nhìn thấy bộ sưu tập huy chương chiến đấu của Watson, họ biết một khi ông ta lên võ đài thì sẽ khiến đối thủ thua thảm hại đến thế nào. Dù trên võ đài có quy tắc nhưng Watson cũng từng đánh chết đối thủ bằng tay không. Huống gì trận quyết đấu ngày hôm nay là trận không có quy tắc, hơn nữa hai bên đều đã ký vào giấy chịu trách nhiệm về sự sống còn của mình. Khi Tiêu Chính Văn đứng trong phòng nghỉ, bỗng dưng có người lao đến nói với anh Tiêu, tôi thấy anh vẫn chưa mua bảo hiểm tai nạn thân thể, anh có cần mua một khoản không? Bên chúng tôi có ưu đãi, bất kể là bị thương tật hay gãy chân, thậm chí là gãy xương đều được thanh toán. Thậm chí còn có người đến khẽ nói với Tiêu Chính Văn, anh cố lên nhé, tôi đã cược anh sẽ bị đánh gục trong vòng 10 phút rồi, trong vòng 10 phút anh nhất định phải ngã xuống đấy. Đầu Tiêu Chính Văn xuất hiện đầy dấu chấm hỏi, anh không ngờ chuyện này còn có thể mở một bàn cược như vậy. Cuối cùng người dẫn chương trình bước lên sân đấu, kích động nói, hôm nay tại võ đài này sẽ có một trận đấu giữa hai đối thủ có sự chênh lệch sức mạnh cực lớn. Không có quy tắc, không giới hạn về thời gian, đánh cho đến khi một bên bị hạ gục hoặc hô đầu hàng thì dừng, đây sẽ là một trận đấu đầy máu lửa. Sau khi nói xong câu này, người dẫn chương trình bèn đi xuống. Sau đó nói với trợ lý, chắc có lẽ trận đấu hôm nay kết thúc nhanh thôi, gọi cho vợ tôi bảo cô ấy chuẩn bị bữa tối giúp tôi. Không một ai cho rằng Tiêu Chính Văn có cơ hội giành phần thắng, có thể chống đỡ được bao lâu trên võ đài thì phải xem Tiêu Chính Văn chạy nhanh thế nào. Sau thời gian chuẩn bị, Watson đã cởi áo khoác ngoài vướng víu ra để trần thân trên, chỉ mặc quần thể thao bước lên võ đài, thậm chí ông ta còn không đeo găng tay. Vì ông ta nghĩ găng tay chỉ làm vướng víu cho việc ông ta ra đòn với Tiêu Chính Văn mà thôi. Ngay lúc Tiêu Chính Văn sắp bước lên đài thì bỗng có một người chạy đến trước mặt Watson giành bước lên võ đài trước Tiêu Chính Văn. Người đó cũng mặc một bộ đồ của võ sĩ quyền Anh. Sau khi bước lên võ đài, anh ta làm tư thế chuẩn bị tấn công, nhìn Watson với vẻ thù hằn. Khoan đã, người đứng trên võ đài là ai vậy? Người này là Phương Minh quán quân quyền Anh của Giang Trung. Họ nhận ra võ sĩ quyền Anh đứng trên võ đài. Lúc này khán giả bên dưới xôn xao bàn tán, họ vẫn nghĩ Tiêu Chính Văn sợ quá định rút lui vào thời điểm mấu chốt nên bảo người khác đánh thay mình. Thế nhưng Tiêu Chính Văn cũng không biết tại sao Phương Minh này lại đột ngột chạy lên võ đài như vậy. Phương Minh chỉ vào Watson nói, mục tiêu của tôi là muốn thách đấu với ông, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được ông ở đây, tôi nhất định phải thách đấu với ông. Không ngờ Phương Minh này lại muốn thách đấu với Watson. Điều này khơi gợi hứng thú của không ít khán giả bên dưới. Vì họ nghĩ Watson đánh Tiêu Chính Văn thì là đang ỷ lớn ăn hiếp nhỏ,
nhưng nếu Phương Minh đánh với Hoa Tần thì sẽ rất đáng xem. Chí ít Phương Minh cũng là võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, mặc dù dáng người của cả hai chênh lệch khá nhiều nhưng nói sao thì xác suất Phương Minh giành phần thắng vẫn cao hơn Tiêu Chính Văn. Trước đây ông từng lên mạng sỉ nhục võ sĩ quyền Anh ở nước tôi là rác rưởi, chỉ điều này thôi tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Phương Minh đứng thẳng người nói. Lúc này mấy người khác mới ý thức được, hóa ra Hoa Tần cũng có thủ oán với võ sĩ quyền Anh Hoa Quốc. Đúng vậy, tôi từng nói thế, lẽ nào tôi nói không đúng sao? Hay là nói hôm nay cậu không phục, về phương diện chiến đấu, các người không bao giờ có thể so được với chúng tôi. Thể lực của người Hoa Quốc kém hơn bọn tôi rất nhiều. Hoa Tần thả lỏng đầu ngón tay của mình. Quả nhiên câu nói này đã khiến không ít người tức giận. Đây không chỉ là đang xem thường quyền Anh Hoa Quốc mà thậm chí còn xem thường cả một quốc gia. Hoa Tần lại không quan tâm, bởi vì khán giả bên dưới không đánh lại ông ta. Ông ta chưa từng nói lý với người khác vì nắm đấm của ai mạnh thì người đó là đạo lý. Phương Minh, cố lên, hạ gục ông ta đi. Đúng đó, tôi cổ vũ cho cậu Phương Minh, đánh bại tên hống hách tự cao tự đại này đi. Nếu cậu đánh bại được ông ta, cậu chính là anh hùng của bọn tôi. Là anh hùng của cả sàn đấu. Lúc này rất đông người đều ủng hộ Phương Minh, hy vọng Phương Minh có thể ra tay dạy dỗ tên Hoa Tần ngông cuồng này. Thấy nhiều người cổ vũ cho mình như vậy, Phương Minh thầm cảm thấy đắc ý. Vì anh ta đã đánh quyền Anh nhiều năm nhưng mãi vẫn không có cơ hội được nhiều người chú ý đến vậy, cũng không có cơ hội lưu danh ở nước ngoài. Hôm nay anh ta thách đấu với Hoa Tần chính là cơ hội để tên tuổi vinh danh khắp nơi. Chỉ cần anh ta có thể đánh bại được Hoa Tần thì chắc chắn sẽ được câu lạc bộ để mắt đến, sẽ có cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Lúc này cả sân vận động đều đang cổ vũ cho Phương Minh, đây là khoảnh khắc vinh quang mà anh ta chưa từng được cảm nhận. Phương Minh hỏi, lẽ nào ông không dám nhận lời thách đấu của tôi sao? Hoa Tần cười nói, nếu cậu đã không biết tự lượng sức mình như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Vậy được, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu. Hôm nay tôi phải đánh bại hết cả hai người các cậu. Hoa Tần cảm thấy thêm một người nữa cũng không sao, dù sao bất kể là Phương Minh trước mặt hay là Tiêu Chính Văn đi chăng nữa đều không thể đỡ nổi mấy đòn của mình. Tốt, vậy tôi đấu với ông một trận trước, kẻo lát nữa ông đánh với Tiêu Chính Văn xong mới đánh với tôi thì lại nói chúng tôi lấy nhiều đánh ít, bắt nạt ông nữa. Sự động viên, cổ vũ của mọi người đã khiến Phương Minh rất tự tin. Lúc này trọng tài đã lên sàn đấu đứng giữa hai người. Chào, trận đấu bắt đầu. Hô xong ông ta bèn lui đến một bên của võ đài, bỗng dưng cảm nhận được một cơn gió mạnh lướt qua trước mặt mình. Đó là quyền phong, nó đáng sợ đến nỗi không thể mở mắt ra được. Sức bùng nổ cực mạnh của Hoa Tần như một quả bom đột ngột phát nổ trên sàn đấu. Chỉ thấy ông ta bỗng giơ tay ra đánh một quyền về phía trước, Phương Minh thậm chí còn không kịp tránh, chỉ có thể giơ tay ra cản lại. Đòn đánh này quá mạnh đã làm gãy hai tay của Phương Minh, đập vào mặt Phương Minh một cách dữ dội. Cơ thể Phương Minh như viên đạn văng ra khỏi võ đài, nửa người đập vào tường rồi lọt thỏm vào trong đó. Yên tĩnh. Khán giả đều chết lặng. Toàn bộ võ đài im lặng đến mức nghẹt thở, họ nhìn Phương Minh đang lọt thỏm vào bức tường trước mặt. Lúc này mặt Phương Minh be bét máu, dường như đã mất đi ý thức, nửa người lọt vào trong bức tường không thể động đậy. Một lát sau, trọng tài mới hô lên, nhân viên y tế, gọi nhân viên y tế đến. Không lâu sau, một nhóm bác sĩ và y tá chạy đến, cẩn thận đỡ Phương Minh ra khỏi bức tường. Phóng viên cũng lao đến, bác sĩ xoay người lại lắc đầu. Chết rồi, Phương Minh đã bị đánh chết chỉ bằng một đòn, cú đấm này không chỉ khiến xương anh ta vỡ vụn mà cột sống cũng bị gãy, dù có cứu được cũng bị liệt cả người, nghe bác sĩ nói vậy, lòng ai cũng nặng trĩu. Sao Hoa Tần này lại khủng bố đến vậy chứ? Chỉ một đòn thôi đã đánh chết võ sĩ quyền Anh rồi. Thôi xong, tôi thấy Tiêu Chính Văn sắp tiêu rồi, đối thủ này mạnh như vậy, anh ta phải làm sao đây? Mấy người khác cũng cảm thấy Tiêu Chính Văn sắp gặp nguy hiểm. Không đánh lại, thật sự không đánh lại đâu, có thể đánh với đối phương thế nào được? Võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp cũng bị đánh chết đây này. Nếu Tiêu Chính Văn lên sàn đấu thì chẳng phải không cần đánh cũng bại rồi sao? Tôi thấy tập đoàn Vi Nhan đã có thể liên hệ với đội ngũ tang lễ được rồi đấy. Cần anh nhắc chắc, lúc nãy tôi thấy đã có đội ngũ chuyên nghiệp nhất quan tài đợi sẵn bên ngoài rồi. Sau khi đánh bại Phương Minh,
Oa Tần càng hống hách hơn. Ông ta giơ nắm đấm lên nói, tôi đã nói rồi, các người đều là lũ rác rưởi, không đánh lại tôi đâu, ngay cả một đấm của tôi mà cũng không đỡ nổi cơ mà. Tiêu Chính Văn, mày thấy rồi chứ? Đây chính là sự lợi hại của tao. Mày đừng chạy trốn, bây giờ nhiều người đang nhìn mày đấy, nếu mày dám chạy thì tao sẽ đến công ty của mày, đánh chết hết toàn bộ người trong công ty mày đấy. Oa Tần đứng trên võ đài bật cười, liên tục thể hiện sức mạnh của mình. Chương 778, không còn sức đánh trả. Không ai dám cãi lại ông ta, cũng không ai dám nói gì nhiều vì bản lĩnh của Oa Tần khiến họ cảm thấy sợ hãi. Dù bị Oa Tần sỉ nhục, dù không cam lòng nhưng không ai dám nói thêm một câu nào. Bây giờ họ chỉ mong ai đó có thể đứng ra hung hăng dạy dỗ Oa Tần một trận, nhưng sau khi Phương Minh bị đánh bại bởi một đòn của ông ta, nhiều người đã bình tĩnh lại. Họ biết không có ai có thể trở thành đối thủ của Oa Tần nữa, dù mọi người ở sàn đấu này cùng đứng lên chống lại Oa Tần thì Oa Tần cũng có thể đánh gục hết tất cả bọn họ. Cùng lúc đó, Oa Tần đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, cúi đầu nhìn xuống anh, lạnh lùng khẽ nói mấy lời mà chỉ có hai người mới nghe được, vua Bắc Lương, dù mày sống mai danh ẩn tích ở đây đi chăng nữa thì tao cũng sẽ đánh bại mày. Tao nhất định sẽ trả mối thù cho anh tao Michael. Nghe ông ta nói vậy, Tiêu Chính Văn nhướng mày xem như đã rõ lý do tại sao Oa Tần lại có thù hằn với mình như vậy rồi. Hóa ra là vì Michael. 10 phút nữa sẽ bắt đầu trận đấu tiếp theo. Tâm trạng người dẫn chương trình không tốt lắm, ông ta nói với mọi người tại sàn đấu. Không lâu sau, 10 phút trôi qua, trên võ đài lại vang lên hồi chuông. Sau đó người dẫn chương trình lại bước lên đài lần nữa, tuyên bố trận đấu thứ hai sắp bắt đầu. Oa Tần đã bước lên đài trước, khinh bỉ ngoắc ngón tay với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lập tức nhảy lên võ đài, mắt nhìn về phía gã đàn ông cao to trước mặt. Lúc này cả sàn đấu rơi vào yên lặng, mọi người còn đang đắm chìm trong thảm cảnh lúc nãy, thậm chí không có ai cổ vũ cho Tiêu Chính Văn, không ai reo hò cho anh. Lúc này cũng không biết ai hô lên, Tiêu Chính Văn, cố lên. Đánh bại Oa Tần đi. Nghe được tiếng hô này, Tiêu Chính Văn xoay người lại nở nụ cười rất tự tin. Những người khác cũng theo đó dần bắt đầu cổ vũ cho Tiêu Chính Văn. Cố lên, đánh bại tên khốn xúc phạm đến đất nước chúng ta. Cố lên, sống sót được là tốt, anh là dũng sĩ thật sự. Họ không mong đợi Tiêu Chính Văn có thể thắng, chỉ mong Tiêu Chính Văn có thể đánh trả lại đòn của Oa Tần, sống sót dưới bàn tay của Oa Tần. Trọng tài đi đến trước mặt hai người, vẫy tay rồi nói với họ trận đấu bắt đầu. Trận đấu vừa bắt đầu, Oa Tần vung chân đá về phía Tiêu Chính Văn. Tốc độ của ông ta cực kỳ nhanh, mục đích là muốn đánh cho Tiêu Chính Văn trở tay không kịp, muốn làm gãy chân Tiêu Chính Văn để anh có muốn chạy cũng không thể chạy, chỉ có thể mặc cho ông ta tấn công. Thế nhưng Tiêu Chính Văn phản ứng cũng rất nhanh, anh nhảy về phía trước nhẹ nhàng né được đòn tấn công của đối phương. Lúc này Oa Tần mới nhận ra Tiêu Chính Văn không phải là người dễ bắt nạt. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là vua Bắc Lương, chắc chắn mạnh hơn người bình thường. Khá lắm, như vậy mới thú vị. Chỉ mới một đòn nhưng Oa Tần cảm thấy phấn khích, ông ta sải một bước về phía trước, sau đó tung cú đấm về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, lùi lại một bước sau đó đánh mạnh về phía Oa Tần. Khoảnh khắc đó, hai đòn tấn công va chạm vào nhau. Một âm thanh như tiếng xương vụn vỡ vang lên. Không ít người nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp, họ nghĩ tay của Tiêu Chính Văn chắc chắn gãy luôn rồi. Sau đó họ lại nghe Oa Tần hét lên thảm thiết. Họ mở mắt ra nhìn lại thấy cánh tay của Oa Tần văng ra phía sau như cánh diều bị đứt dây. Khoảnh khắc tiếp xúc với đòn của Tiêu Chính Văn, cánh tay Oa Tần gãy nát. Sao lại thế này, tại sao trong người mày lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Oa Tần kinh ngạc thốt lên. Tiêu Chính Văn bước lên một bước. Nắm đấm đã biến thành con dao cầm tay, con dao để ngay lên cổ Oa Tần, anh vươn tay ra đụng ngay trước cổ họng của Oa Tần. Oa Tần chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn, ông ta lùi về sau mấy bước, muốn lên tiếng nhưng không thể nào phát ra âm thanh được. Ngay giây phút vừa nãy, Tiêu Chính Văn đã hủy hoàn toàn dây thanh quản của ông ta. Tiêu Chính Văn giơ tay ra đấm thẳng vào bụng Oa Tần làm ông ta cong người xuống nôn hết những thứ vừa ăn lúc sáng. Sau đó Tiêu Chính Văn túm lấy tóc Oa Tần, đầu gối liên tục thúc vào mặt ông ta. Anh như dùng hết sức lực vào từng cú thúc đó.
Chẳng ai ngờ được trên võ đài Tiêu Chính Văn lại túm lấy Oa Tần rồi đánh ông ta tả tơi như vậy. Sao có thể chứ? Trời ạ, tôi không bị hoa mắt đấy chứ. Oa Tần thế mà lại bị xách đầu lên đánh tơi bời kìa. Đánh hay lắm, Tiêu Chính Văn cố lên. Khán giả bên dưới đều sửng sốt không dám tin, nhưng sau đó vẫn không kiềm được mà phấn khích cổ vũ cho Tiêu Chính Văn. Oa Tần không còn sức đánh trả nữa. Chương 779, chết rồi sao? Ông ta có đánh cũng không đánh lại được, muốn lên tiếng chịu thua cũng không nói được. Vì cổ họng của ông ta đã bị Tiêu Chính Văn chọc đứt rồi, bây giờ ông ta có muốn cầu xin tha cũng không có cách nào. Chẳng phải vừa nãy ông còn ngông nghênh nói thể lực của người nước tôi không tốt, nói bọn tôi đều là rác rưởi sao? Sao giờ lại bị tôi đánh đến nỗi không thể đánh trả được thế? Chẳng phải ông nghĩ mình thắng chắc rồi à? Sao lại thua thảm hại như vậy? Tiêu Chính Văn vừa thúc đầu gối đánh vào mặt Oa Tần vừa chất vấn. Oa Tần bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, cuối cùng cả người ngã xuống đất, trên mặt be bét máu. Đến lúc này, Tiêu Chính Văn mới buông tóc ông ta ra, sau đó đứng trước mặt ông ta nhìn xuống người đang nằm dưới đất như một vị đế vương. Oa Tần chống người muốn đứng dậy, sau đó lại bị Tiêu Chính Văn đá vào cánh tay làm cánh tay còn lại của ông ta cũng gãy luôn. Oa Tần lại ngã bịch xuống đất, thậm chí muốn đứng lên thôi cũng là hy vọng xa vời. Tiêu Chính Văn không hề khách sáo nhấc chân lên đá vào hông của ông ta, cú đá này làm gãy xương hông Oa Tần. Có thế nào Oa Tần cũng không ngờ Tiêu Chính Văn lại mạnh đến thế. Đây chính là sức mạnh của vua Bắc Lương sao? Ông tự ý xông vào công ty của tôi, đánh không ít đàn em của tôi bị thương, hôm nay tôi phải báo thù cho bọn họ. Tiêu Chính Văn dùng sức giẫm lên trước ngực Oa Tần làm gãy xương sườn của ông ta. Anh còn muốn giẫm lên từng đoạn xương của Oa Tần để ông ta cảm nhận được cảm giác bị sức mạnh bùng nổ nghiền nát là thế nào. Kinh khủng quá, đây không phải là diễn đó chứ, có diễn cũng không đến mức như vậy. Đánh thế này thì mất mạng luôn đấy. Ban đầu mấy người khác còn nghi ngờ, cảm thấy nếu Tiêu Chính Văn có thể đánh bại Oa Tần thì chắc chắn là do Oa Tần nhận được tiền của anh nên phối hợp diễn với Tiêu Chính Văn. Thế nhưng giờ lại nhìn thấy khả năng tấn công mạnh bạo của Tiêu Chính Văn, tiếng xương vụn vỡ không ngừng vang lên từ trên võ đài và vết máu kéo dài trên mặt đất. Nhiều dấu vết cho thấy hai người đang chiến đấu một mất một còn với nhau. Đây đã không còn là so tài quyền anh trên sàn đấu nữa mà là một trận chiến. Mặc dù họ đều đã biết ai thắng ai thua nhưng trọng tài vẫn chưa tuyên bố Tiêu Chính Văn thắng cuộc. Bởi vì Oa Tần vẫn chưa hô đầu hàng. Mặc dù ông ta rất muốn đầu hàng nhưng lại không thể lên tiếng. Hơn nữa trọng tài cũng không có ý định lên sàn đấu để tách Tiêu Chính Văn ra vì ông ta nghĩ Oa Tần bị đánh là đáng đời. Đến cuối cùng, cả người Oa Tần be bét máu nằm trên võ đài. Còn Tiêu Chính Văn lại bình thản bước xuống dưới. Nhân viên y tế cũng nhanh chóng đi lên kiểm tra, lúc này mới phát hiện Oa Tần đã không còn thở nữa. Oa Tần thế mà lại bị Tiêu Chính Văn đánh chết trên võ đài. Chết rồi. Chết thật rồi. Những người khác chỉ cảm thấy thổn thức, sau đó bắt đầu hô hào tên Tiêu Chính Văn. Đánh hay lắm, đẹp trai quá, ngầu quá. Đây chính là kiểu người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ nhất. Tiêu Chính Văn đi thẳng xuống dưới, chào đón anh là chàng pháo tay và những lời khen ngợi. Đi đến cửa, Tiêu Chính Văn lấy điện thoại ra gọi cho Khương Vi Nhan muốn báo cho cô biết mình vẫn an toàn. Nhưng không có ai bắt máy. Tiêu Chính Văn nhíu mày. Đột nhiên có dự cảm không lành. Anh gọi liên tục vài cuộc đều không ai bắt máy. Tiêu Chính Văn hoảng hốt, trong lòng dấy lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Anh nhanh chóng gọi vào số điện thoại của đội trưởng bảo vệ biệt thự nhưng vẫn không có ai bắt máy. Xảy ra chuyện rồi. Gần như chỉ trong tích tắc, Tiêu Chính Văn lập tức túm lấy một chiếc xe đỗ gần cửa, đạp mạnh chân ga, chiếc xe phát ra tiếng gầm vang trời rồi chạy thẳng về hướng biệt thự. Hơn 20 phút trước. Một đoàn tử sĩ mặc quân phục màu đen xông vào biệt thự. Bảo vệ trong biệt thự hoàn toàn không phải là đối thủ của nhóm tử sĩ này nên bị đánh chết. Có người muốn chống trả cũng bị giết chết. Lúc này Khương Vi Nhan ngồi trong phòng khách, khi nhìn thấy một nhóm tử sĩ cả người đầy sát khí bỗng xông vào biệt thự, cô run rẩy hét lớn các người là ai? Các người muốn làm gì? Thế nhưng cô còn chưa kịp phản ứng lại thì mấy tử sĩ trong đó lao đến đá Khương Vi Nhan ngã xuống đất. Sau đó hung bạo trói chân tay cô lại. Chương 780, đừng đánh nữa. Sau đó, Từ Phân và Khương Học Bác đều bị cưỡng ép lôi ra ngoài, đưa đến phòng khách.
Các người làm gì vậy? Các người là ai? Sao lại xông vào nhà tôi? Tử Phân cũng bị ấn mạnh xuống đất, không ngừng gào thét. Khương Học Bác nói với vẻ mặt đưa đám, mấy cậu này, chắc không phải có hiểu lầm gì chứ? Có phải các cậu tìm nhầm nhà rồi không? Đầu óc của Khương Học Bác cũng coi như linh hoạt, sát khí trên cơ thể đám người này quá mạnh. Hơn nữa, vừa nãy lúc ông ta bị đưa đến, phát hiện bảo vệ và vệ sĩ bên ngoài đều ngã lăn dưới đất, lúc này, đám tử sĩ xung quanh lần lượt di chuyển ra hai bên, dáng người to lớn của Đồ Hưu xuất hiện trước mặt ba người bọn họ. Nói tôi biết, bây giờ Tiêu Chính Văn đang ở chỗ nào? Đồ Hưu lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống ba người đang quỳ dưới đất, lạnh lùng hỏi. Toàn thân ông ta tràn ngập sát khí ngút trời, khiến Khương Vi Nhan, Khương Học Bác và Tử Phân đều run rẩy. Những người này đến tìm Tiêu Chính Văn sao? Hơn nữa, mặt mũi của người này rất kỳ lạ, giống như đeo nửa mặt nạ hợp kim titan, khiến người ta liếc nhìn cũng cảm thấy sợ hãi tột độ, hệt như gặp thần chết. Sao tôi biết cậu ta đi đâu chứ? Hình như cậu ta vừa ra ngoài, hay là các người ra ngoài tìm xem? Tử Phân vội vàng lắc đầu. Các người muốn tìm Tiêu Chính Văn thì các người cứ đi tìm cậu ta, đừng tìm chúng tôi không có quan hệ gì với cậu ta cả. Khương Học Bác thẳng thừng phủi sạch quan hệ của mình với Tiêu Chính Văn, hy vọng đối phương đừng đẩy thù hận lên đầu mình. Lúc này tự vệ là quan trọng nhất. Được, được lắm, không nói chứ gì. Vậy nhốt bọn họ riêng ra, bắt bọn họ nói ra tung tích của Tiêu Chính Văn. Thoáng chốc, ba người bọn họ bị tách riêng ra. Hai tay và hai chân của Khương Vi Nhan đều bị dây thừng trói chặt, động tác thô bạo của đối phương làm hai tay cô đau nhói, khóe mắt không nhịn được mà rơi nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Đồ Hưu đích thân đến trước mặt Khương Vi Nhan, bóp cằm cô, hỏi, nói tôi biết, chồng cô đang ở đâu? Rốt cuộc các người là ai? Tại sao lại tìm Tiêu Chính Văn? Khương Vi Nhan nhìn đám người xấu xa này. Nếu cô nói cho bọn họ biết vị trí của Tiêu Chính Văn thì Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Cho nên cô cắn chặt răng, kiên quyết không nói nửa lời. Không ngờ miệng phụ nữ như cô cũng cứng thật, cô có tin bây giờ tôi có thể giết cô luôn không? Trong ánh mắt của Đồ Hưu lóe lên sát khí sắc lạnh, ông ta giơ tay tát thẳng một bạt tai lên mặt Khương Vi Nhan. Bốp! Tiếng bạt tai vang dội vọng lại trong căn phòng, trên gương mặt Khương Vi Nhan lập tức xuất hiện một vết hằn bàn tay rõ nét. Tiếp đó, Đồ Hưu rút một con dao ra, dí thẳng lên cổ của Khương Vi Nhan. Nói tôi biết, Tiêu Chính Văn đang ở đâu. Chắc chắn các người là kẻ thù của anh ấy. Đừng hòng bảo tôi nói cho ông biết Chính Văn đang ở đâu. Lúc này Khương Vi Nhan vẫn giữ vững lý trí. Được lắm, xem ra cô rất dũng cảm nhỉ. Nhưng bố mẹ cô thì lại không cảm thấy như vậy. Trên gương mặt của Đồ Hưu nở nụ cười xấu xa. Cô nghe cho kỹ, đây là âm thanh gì? Khương Vi Nhan vểnh tai lên, thoáng chốc sắc mặt của cô liền trở nên hốt hoảng, trong ánh mắt cũng dần mất đi lý trí. Cô nghe thấy tiếng hét thảm thiết của bố mẹ mình. Tiếng hét thảm thiết liên tục không ngừng của Khương Học Bác và Tử Phân truyền đến từ phòng bên cạnh. Lúc này, đối phương đang dùng roi ra, quất từng roi lên người Khương Học Bác. Không bao lâu, da thịt của Khương Học Bác đã xuất hiện một mảng màu đỏ máu, bị roi da này quất đến mức chảy ra chóc thịt. Tiếng thét thảm thiết càng kéo dài không ngừng khiến cho Tử Phân ở bên cạnh nhìn cũng đau lòng khóc lóc. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Còn đánh nữa thì sẽ chết người đấy. Chúng tôi thật sự không biết Tiêu Chính Văn đang ở đâu, ông đừng đánh nữa. Lúc này mặt Tử Phân đã giàn giụa nước mắt, người cha hỏi vừa nghe bà ta không biết Tiêu Chính Văn đang ở đâu thì lại tát một bạt tai lên mặt bà ta. Trên mặt bà ta ửng đỏ một mảng, không biết đã ăn bao nhiêu cái bạt tai. Tôi nghĩ chắc con gái bà biết Tiêu Chính Văn đang ở đâu, chỉ cần cô ta không nói ra thì các người vẫn cứ bị đánh. Sau khi người cha hỏi để lại một câu này thì lại quất một roi lên lưng của Khương Học Bác. Nghe giọng của bố mẹ cô chưa? Bây giờ, cô vẫn định giữ im lặng, không nói ra à? Đồ Hưu liếc nhìn sang căn phòng bên cạnh, sau đó lại liếc nhìn Khương Vi Nhan đang nôn nóng bất an. Tôi nói, ông tha cho bố mẹ của tôi, anh ấy tham gia thi đấu trên võ đài. Cuối cùng Khương Vi Nhan cũng không nhịn được, tiết lộ tin tức của Tiêu Chính Văn. Bởi vì cô nghe thấy giọng nói của bố mẹ mình đã càng lúc càng yếu ớt, cô lo lắng bố mẹ mình không chịu nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.